Hello. Ajinomoto. Trời, tự nhiên nhức cái đầu bưng bưng cái gì cho con viên thuốc chích đầu rồi chứ. Trời, mắc cái chữ ngôn gì rồi lấy cầu lấy cái đồ rồi chảo chảo con ta rồi. Đây. Để chú làm cho một liều thuốc. À. Điện thoại đâu? Cái gì quên? Cái gì? À máy tính đâu? Đây. À. Em này trời ơi. Qua bài đặt ơ đồ nha, 9 giờ livestream ơ đồ nha. Rồi cái gỗ đâu? Trên lầu kêu kiếm cho con gỗ đỏ nhọn, gỗ đỏ đó đó, rồi lao cho sạch rồi dán miếng giấy lên nhà giờ rồi cho đi vô đàng hoàng ông nội ơi, ông nội. Rồi gỗ đó đừng gác đừng ngơ đây đâu. Sao tự nhiên nó nhức cái đầu muốn chết luôn người ta. Cái này làm như trời mưa. Hello mấy bà ơi. À, cái dòng sòn qua 58 triệu còn không ha. Có sự thật là hổng nên bán mấy cái vỏ bùi quần sạch hết trơn nha. Có gì chứ gửi qua cho em đi chứ. Chào chị An Khoa nha, chào tình yêu Quỳnh Nguyễn nha, chào tình yêu Nguyễn Cấm nha, chào tình yêu fan Phụng Thanh nha. Hôm qua em mới kể với chị nghe em đi ăn bò nướng ngói. Có em ăn ăn xong xe qua cái em thấy 9 giờ 20 rồi. Cái em chạy về nhà lật đật đâu là 9 giờ 45 rồi. Ờ à, rồi sao lại? À. Hello. Dạ hello 49 còn yêu Ngọc Bích, còn lý yêu. Còn lý yêu ơi, còn lý yêu. Cũng hết cho Thanh Long đi bỏ tội. Chết rồi có 300 chị hả? Thôi đi hả? Dạ chạy thôi đi. Viên tỷ 2 hả? Hôm qua cái vỏ đó em bán, hay em còn cái viên. Không biết cái giấy kiểm định còn đâu nữa. À, đồng hồ chị đang đeo là à, sòn á chứ xinh đẹp. Rồi 49 triệu. Đây gái yêu xinh đẹp, cái này ta bán 80 đó, nhà tôi bán 49 thôi. Vài bữa bán hơn chút xíu thôi, tại giá này không được vài bữa chắc. Em không về được số lượng 50, em bán này giá 53 nha gái. Nè gái yêu, 49 triệu em lên đồ sale sòn rẻ nha. Ba món đầu tiên em xả lỗ, mấy chị tranh thủ vô mấy em thọt thọt cái tay vô lẹ 49. Và cái vỏ đặt lại được cái yêu 58 triệu chết. Ê nó bị cái gì rồi sao nó không vô rồi con, nó bị gì đó. Thọt thọt coi cái à, mặt sòng ghẻ đi bà ơi, có một cái mặt sòng ghẻ lắm. Mấy bà lên đi, rất là ghê luôn nghe mấy bà. Đợi em xíu lên nha chị. Tự nhiên 2-3 ngày nay em bị nhức cái đầu ghê luôn á chị. Chứ em nghĩ son nó hành em mới nhức cái bàn tay quá trời nhức luôn. À, chuyển tiền tin tin cho em mail tiền uống thuốc đi bà yêu xinh đẹp. Ủa con có vô được không? Chết bà con nội không? Tao đâu nhớ mã gì đâu trời Phật. Không nhớ mã đợi Vinh chút xíu. Ờ đợi đợi em chút xíu nó đang thì boss đang bị khùng nó rồi. Rồi lấy cái máy con dẹo không quay không? Chết mẹ rồi nó muốn em nghỉ nữa hay sao cha Phật ơi. Cái nào hồi nãy chị nào mượn mâm sòn chủ của Vinh nha. Sòn chủ chết rồi, đợi em chút xíu mấy bà ơi, đợi em chút, đợi em chút. Chết bà nó bị cái gì rồi. À 10 qua anh Túc ha, tao bảo mình để má sao mà má sao nó không còn. À, thông cảm giùm em, má sao là giống như dự bị thôi, cái xinh đẹp. À, dạ chị em cảm ơn chị Diễm Trần, em bình thường lắm. Như chị sẽ nấu ăn giỏi, của em ngồi tào lao, chị nói chuyện xanh đi đâu, em nhiều chuyện giỏi nha. Mỗi người cái giỏi khác nhau. Ê, em ơi coi chừng nó gói tùm lum tùm la mấy đứa ơi. Gói tùm lum tùm la dạ. Rồi đang bị gì nữa rồi? Chết rồi mấy chị ơi, T-Bot nó đang bị lỗi nữa rồi. Chưa hôm qua nghe là khó ngủ lắm ha. Khổ ghê. Đợi tôi chút. Ủa mấy chị nghe giọng em có vui vẻ rồi mua đồ rồi chứ nghe giọng em đi ngủ không nổi. Dây với mặt em đang đem á chị, mua dây mặt là 6 tấc. Em bán dây mặt luôn chưa đuổi 50. Bán lẻ là em bán 1 triệu 6 nha. À, đẹp luôn, hàng mới nha mấy bà. À, không có cách nào hết không? Chết bà rồi, T-Bot đưa cái máy ngoài vô coi. Hát bài nghe đi hả? Trời ơi, quán vắng chiều nay luôn nè. Đọc gác được không mấy chị? Đọc gác đi chứ bữa nay ca hát nổi rồi. Xuống xử cái T-Bot đó con, nó đang bị gì nữa hả? Chết rồi.
Ôi, bữa nào có 500 người coi nó hả? Dạ, một tuần bạn nào bán vốn tuần chưa, em nghe nhà tôi tới 10 ngày, 12 ngày. Có nhiều khi nó lố lố còn 14 ngày luôn các bạn ơi, nó không có một tuần được á. Nhà tôi được cái chậm gì hả? Mà đồ cũng đẹp. Nó chậm gì rồi gái ơi? Chậm gì rồi, tuần mà chưa nhận được đâu. Sao nó không cho đăng nhập được rồi nè? Mai mốt cho em cho cái dĩa bự bự một xíu. Nó quậy một cái trời lưa rồi nè. Dĩa bự bự đổi qua bọc nhỏ luôn đi. Bọc bự bây giờ nó không có ý nghĩa nè. Không vô được rồi, đợi em chút mấy chị ơi. Sao nó quay hoài vậy? Em điện cái hàng em trai Nhật coi. Đợi em một chút. Điện Nhật coi. Trời ơi, muốn nghỉ nữa hay sao hả? Đi Đài Loan xong về nhận. Nó đang bị gì mấy chị? Giờ em không thấy được bình luận rồi sao chốt? Thí dụ em bán cái mặt mẹ sòn này mấy chị đẹp rẻ luôn, sòn to đùng luôn á, nhưng mà giờ em thử cái comment coi chứ giờ làm sao ta? Rẻ tôi nói bạc màng và hồn xích luôn nha. Ôi đang bị gì vậy nhở? 13 triệu 500 xe cho 15 trăm. Em tặng lỗ cái mặt này mấy chị đầu like nè. 10 triệu 900 ngàn dùm em. Mặt sòn to đùng 10 triệu 900 nha. Nhưng mà giờ làm sao bây giờ ta? Facebook đang bị gì á? 10 triệu 900 nha. Rồi cái đôi bông này dùm em nè. Trên 20 triệu em sale 16 triệu 500 mà em sale thêm cho mấy bà 25% nữa. Trời ơi, đâu này em chốt mới tặng lỗ mấy chị đầu like không nè. Vỏ bông to đùng em bán 12 triệu là em bán lỗ nha. Đợi tôi một chút. À, bây giờ phải là như vậy rồi coi sao chứ trời ơi, chết tôi rồi. Còn cái vỏ nhẫn sòn này có hai viên sòn to đùng hai bên hông luôn. Vỏ sòn này em tặng mấy bà luôn có 5 triệu rưỡi vỏ sòn, chủ đang tặng nhân tạo nè. 5 triệu 500 ngàn mà có hai viên sòn to đùng luôn. Đó, bây giờ tôi tặng 5 món luôn nè để coi tình hình này nó làm sao đây. Dây này mấy chị hả, cái mặt không mua 18 triệu 500 rồi. Mà bây giờ dây với mặt này em bán với bà xả lỗ luôn 12 triệu luôn. Chủ sòn gần 3 ly, chưa tới 3 ly nha. Khoảng 2 ly 7 đó, 12 triệu, si trắng em tặng luôn. Đó, rồi con đại con cái. Đó, đây nè, tặng tiếp tục luôn nha mấy bà luôn nè. 11 triệu 500 nó bán được nè. Đó, tặng mấy bà luôn 4 triệu thôi. Ở đâu ra mà 4 triệu dây với mặt sòn luôn, viên chủ sòn luôn đó. Đó, bây giờ đợi nó vô đông đông cái tặng 5 món này. À, có món pha què, có một món pha què, có mấy món kia lỗ không? Tráng miệng mà cái này đó là không sao mà chơi có gì được á. Tự nhiên nhức đầu quá trời mấy. Đó, đợi chút đi mini ơi, nè nè. Ba lên chọn nè, 10 triệu 500 nè. Chốt cái chiếc nhẫn chữ V sòn với mấy chị luôn, em 6 triệu 8, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa? 6 triệu 800 ngàn đó. Đợi em xíu. 6 triệu 8. Đợi em xíu. Giờ nói tì bó nó đang bị lỗi, em tới comment của ai hết trơn rồi. Còn không là em phải về tới tối thôi, chứ giờ không thấy ai để kéo. À, bé là bé Hằng ơi. Đổi cái bọc nhỏ xíu với chị bé Hằng. Đợi chút em với chị ơi, em gầu quá à. Thấy em đẹp thì sao không cho em like mẹ rồi nữa rồi. Đợi chút quản lý em. Ủa nói chuyện quản lý từ giờ nửa tiếng hồn nhức đầu. Quản lý ngang lắm. Quản lý phải nói từ từ, quản lý chưa hiểu là quản lý sẽ hiểu lầm. Phải giải thích từ từ cho quản lý mới hiểu. Thì ok, nói như vậy là giống như chuẩn chỉnh là quản lý sẽ chấp nhận. Chứ không là quản lý sẽ cãi. Nó à, cục diện ơi, ê Mai Liên ngáo có thay bọc mẹ con. À Mai Liên nghe thơ tao la bay ngáo qua chồng tao chửi tao, cái tao la bay xong hổm tao bị chị mày kia ba chửi tao quá trời, cái tao nín thinh rồi
không dám trả lời luôn. Khi làm gì bị quả báo đó các chị, là mấy đứa này nó không trả lời em. Cái tới chuyện với chị kia chỉ nạt em, mà nhiều khi chỉ nạt sai rồi nhưng mà mình cũng nhịn luôn. Cuối cùng là mình đúng mà mình không được trả lời hết đó chị. Chắc em cũng nhiều khi em cũng la quen với nhỏ này hoài. Bà la mình sỏn sỏn, mình nói trời ơi, nó bụng trời ơi, mình có cuối cùng là mình đúng luôn đó mấy chị. Yes, à đúng. Ok. Hồi sao cha? Dạ, đang gửi cho anh đó chị. Bởi gì nữa trời? Không ai tay em đâu nha, hôm qua lại bị sự cố đi nhậu, thì không lai kịp. Còn bữa nay là T-Bot, rồi chơi kiểu này kéo một chút xíu không được, bị chửi thêm một nội luôn. Khoan, có T-Bot mới lai được, không có em lai như bà hỏi nhức đầu lắm nghe mấy chuyện kiểu không nổi. Đó, với em nói mấy chị nghe, nhỏ này chở em một cái gỗ này em cầm nặng lắm, nói khi không nổi như đồ giặt luôn á. Ủa mấy chị ơi, rồi cuối cùng 10 phần mua được 2 phần không? Em mắc cỡ quá à, thiệt luôn á. Thiệt luôn, bây giờ nè em nói chị nghe này nè. Mua sòn đặt cọc 5 triệu đi đặng bơm á, với lại thì lỗ 2 triệu rưỡi với biết anh chị không? Mấy chị cưa cháu nhận hộp chỉnh sửa ni tùm lum, đặt cọc có 1 triệu, nhận chỉnh sửa ni cho đã, buông ra lỗ có 500 ngàn bạc à, tội nghiệp em. Cưa cái cháu không lỗ hình phân vàng hết, mẹ hết 500 ngàn rồi. Rồi trả người ta đồ cưa cháu lên, người ta tính lỗ 15% luôn á. Người ta tính em 15%, không có 13, 14 hết trơn. Mấy anh đó anh sắc đẹp luôn, dù là chiếc nhẫn đó em đổi bằng Nguyễn 10% nha. Lên trển nó không có di du mẹ gì đâu, cưa một cái cháu thôi là 15%. Cho nên bà không cảm giùm em nè. Ồ em khiêng không nổi luôn mấy chị nè. Cái này vàng nặng khiêng không nổi mà vàng bơm luôn đó nè, cầm nè. À, cầm xúc móng tay luôn, thấy không? Không biết rồi cô hỏi thiệt 10 phần bán được 3 phần không? Chứ chốt thì buông cây thinh nè ông nội. Ôi, ba mấy chị tìm vàng cùng nghề cười em chết. À, mấy chị nó cười lên trên mặt em. À, có vô được không? Trời ơi đang sửa nó mấy ông nội ơi. Long ơi đợi chút xíu tôi đẩy tin nhắn đó cho bà không lỗ Long ơi. Trời ơi. Chưa chuẩn bị lên live mà thả con đi ngủ đi. Dạ ăn táo dữ lắm chị ơi, ăn táo gỗ gỗ luôn trong mặt. Ngủ luôn, thả năm cái ngủ hết. Mày su mày, mày bà mày báo, mày trùng không. Vô chưa? Dạ rồi vô này từ từ lại nè. Ok, ra lại. Tỏi 2 đó Thảo Lê, viên 10 ly của chị tỏi 2. Rồi vô, gái vô rồi. Rồi mình vô nè bạn ơi. Y gan trong vũ trường ha. Con bị cái gì á? Lâu lâu đổi nít cái gì á? Rồi vô nè. Rồi vô trước nha, từ nha. Rồi bông tai em 24 triệu sale 16 năm. Sale luôn mấy chị luôn 12 triệu vỏ bông này, nhận em từ 3.6 tới 6.3. Chủ đang tặng 2 viên nhân tạo luôn em ơi. Rồi cái này trước nè. Bông trước giùm em vào chút xíu Vinh đẩy cho chị Long, đợi em chút xíu Long ơi. Hey, móng vốn cho xin 5 phút sau em like 15 phút nha, vô nha. Rồi dốt đơm em 12 triệu. Thiên Tú Quỳnh 12. Rồi dự bị sao một người nha, tại này bán lỗ mà không dự bị không được nha. Rồi Nguyễn Phương giùm em 12 này, ghi mẹ đi con gái. Rồi thả ngôi sao vô. Rồi mặt mẹ chốt giùm em là 10.900.000 mấy chị. Rồi mặt mẹ em là 10.900.000, mặt mẹ em sòn nha, sao lỗ nha nhanh nha. 10.900.000 mẹ sòn, đặt lại là 15 triệu. Mua sale là 13 năm, đặt lại là 15, 16, 16, 7. Rồi 10.900.000 giùm em. Em có lên ý bơm mấy chị đó, ý mới cũng có mà ý sale cũng có. 10.900.000. Tình yêu trần thấm. Cái nào cũng để mã sao đó nha mấy chị. Chị ơi, chị đầu tiên ơi, chị mấy chị mua sòn đặt cọc 5 triệu giùm em đi. Tại vì mấy chị cũng không trả em, mấy chị đặt cọc có 1 triệu, 2 triệu á. Em nhận hộp rồi, em chỉnh sửa ni rồi, mấy bơm ra đặt cọc có 1 triệu, buông ra lỗ có 500. Không đủ tiền em hao đánh bốc nó. Nó thương giùm em mấy bà ơi, năn nỉ, ai lớp du nha. Thương em chứ không phải em khó đâu. Còn đổi mẫu á, đồ chưa chỉnh sửa ni rồi nọ, cháu chưa cưa cháu lỗ 500 còn. Đồ em đã cưa cháu chỉnh sửa ni rồi là lỗ 800 nha mấy chị, thương em ha. Rồi dính hết. Đây bên đây mẹ đi. Con ơi, ba cái đồ sòn xuống, con nhớ đeo vô tay nào vô. Còn cái đồ si của tụi nó đó. Rồi bạch kim. Chưa đàng hoàng, phải lót giấy cho dày vô nhìn. Rồi mới để xuống. Để cho gáo chiều mới đưa xuống.
À, rồi chiều á con căng xong con gỡ giấy ra xong bắt đầu con để cho nó rút vô chút xíu. Rồi nữa tới lúc đưa dao qua cho con mẫu là 2-3 ngày rồi. Hay là qua ngày sau rồi nó đã rút lấy giấy ra. Rồi 4 chiều giùm em này. À, từ từ để Vinh lên lắc, có lên lắc luôn nè. Trời nó nhức cái đầu em bưng bưng mấy chị ơi, cho tiền người 5 triệu uống thuốc đi mấy chị ơi. Làm chuẩn bị qua bên bay qua Mỹ hay sao? Nhà nhận 49 triệu ơi chị, bự lắm. Để em nói tắm cho chị nghe đợi em chút. Rồi 4 triệu giùm em này, 5 triệu rưỡi là gì á? Khoan, 4 triệu trước đi mấy ông nội đưa hình mẹ coi. 4 triệu trước trời ơi. À, chùm dịp nè 4 triệu. Sao cho Cẩm Mai? Con đưa lên cái kiến chút xíu đi, mắc cái gì con đưa xuống dưới ngoài á. Con đưa lên nha mẹ, nãy chụp ra tao nãy tao đưa góc chụp cho mày đã cái mày đưa xuống. Rồi 5 triệu rưỡi nè. Sòn nha, hai cái viên không, hai bên hông đi gần 3 ly rồi. Ờ, nhẫn này tao bán gần 80 triệu nữa là. Mặt tính giá em đang đeo dây với mặt mua chung may mắn 155. Mua lẻ em bán 1.6 triệu, hai cái đều mới nha mấy chị, chiều dài 6 tấc đủ trong đầu. Còn chị nào có đầu bự quá là không được nha. À, 4 triệu em hết rồi. Ồ nó nhức cái đầu em thấy mà ghê luôn á chị. Nó kỳ lắm. 55 nè. Ờ à, đợi Vinh cái thấy ơi, Dương Lệ em lấy cho Dương Lệ coi. Hả ngôi sao nghe con, cả mấy món đầu nó bán á. Phá về với bán lỗ không á. Rồi bà Xuân nè, bà Trinh nè, tôi để má sao nè, bà đầu chuyển liền giùm em 5 triệu nha. À, thông cảm em nha. À, rồi nhẫn này gái. À, đổi mẫu đồ chưa đi lỗ 5% chứ ơi, mà là đồ chưa chỉnh sửa ni nha. Đồ cưa cháu chỉnh sửa ni là 8% giùm em, thông cảm em mấy chị ô. I love you. Nghiệp em. À, lỗ ít quá không đủ tiền đi nhậu. Trời ơi, ghê chừng qua 5 con cười muốn chết không có con nhỏ bạn. Nó selfie hoài và chừng nào nó đẹp mới được. Ông nội mẹ ơi cười muốn chết, có một bộ hình thôi cỡ 15 phút. Mà nó chụp làm sao không, nó phải vô TikTok nó chụp đó mấy chị. Cười muốn xỉu quá luôn á, bà dễ thương. 49 chị tình yêu à. Ngọc Bích nè. 55 ai lấy rồi mấy ní ơi, comment hoài, tao mua rồi. Mấy cái món đầu tiên đó mày để sao là tao giết mày đó nha. Lắc bàn có lên thôi gái. Nè chốt em 6.8 triệu. Trời ơi đặt lại là 10.900 triệu nha. Nhẫn chữ V. V là vân đó, vân lời đó. 10 triệu lỗ 500 ngàn chứ quy hình tiền rồi đó, chứ đâu có tính gam mẹ. Đồ đi chưa chị hả? Ai biết thà. Chụp có đơn bà chưa? Chụp qua đi rồi, còn chưa chụp chưa đi. À, đơn tầm 5 ngày chưa có đơn, mắng vốn em 3 ngày bình thường. Con coi ba đồ bạch tiết tới đâu rồi, chuẩn bị qua Đài Loan kìa, mua mấy đem trái cây cho Vinh ăn kìa. Không ấy đi chơi về xong nhận được không bạch tiết thôi. 55 bà ý chốt rồi. Đừng mà 6.8 mấy chốt cho bà Thanh Hảo rồi. Tình yêu Phan Hiền nè, không Phan Hiền bán lỗi cho nhận 1 triệu mấy nhớ nè. Nhớ không Phan Hiền? Tôi nhớ đó bà. Rồi chốt không em. Hôm qua em có nhỏ cháu nó lại đây nè. Còn con nhỏ bạn nó gặp em livestream có nó nhìn hững hờ, nó chở cô vụ gì mà làm như chữ lộn. Đây chốt em 12 triệu. 12. Đó, chốt đơn. Sò nghe si trắng em tặng luôn. Bỏ màu hồng nhìn hết rồi Phạm ơi. Bỏ hết dây bỏ hết rồi. Mấy cái đó hết trơn rồi chị, vài bữa nào có em báo hàng lại nha. 12 triệu tình yêu Phùng thì Lệ Thu. Rồi coi cậu này bán được 12 bán luôn cho nè. Trời cộng này tới 14 á, lụm luôn 12 nè. Lệ Thu một cộng nè, bà Cẩm Bồ một cộng nè, 6.8 Vinh hết rồi. Mặt cái nhá em đang đeo là mặt ý nha. Bà giống như kêu lô tô dưới trời. Rồi hết rồi. Dạ áo ơi, Mỹ áo pha ke 11 Mỹ ơi. Dạ em đang đeo 6 tấc cục gì. Mua chung 1550. Mua lẻ là 1 triệu, nay bán nhiêu qua này. Mua lẻ nay bán nhiều đó mấy chị, quên đó mấy chị. Em có chiếc nhẫn thiệt, ta nói ghẻ hồn sức gió may. Từ 24 triệu mà sale còn 14 triệu, bây giờ sale chiếc nhẫn với bà luôn giá. Quá đã cho một cuộc tình nha. 12 triệu 500 ngàn, full bên đây nè, full sòng chữ V. Nhận giùm em từ hộp 4 ly cho tới hộp 9 ly được luôn nha mấy bà. Chụp hóa đơn bữa 16 á hả? Trời 16 á mà chưa đi nó mà thông cảm tôi nha. Chắc sắp tới rồi đó Hiền Á ơi. Ghét nó thương tôi nha Ní ơi. 12 triệu 500 nãy tôi mới họp với ban lãnh đạo quản lý Nguyễn Thị Bé Mẫu với Bành Thị Bé Duyên. Họ tào lao lắm mấy chị ơi. Ôi xàm. Cuối cùng em là người tìm ra chân lý với mấy chị. Em không minh nó nói chút xíu. Thí dụ như em học lớp 3 thì nhỏ nó mấy này nó đang mua vô mẫu giác quá. Cũng được một chút.
12.500 ai đây? À, khoan đợi chút, bà Linda hả? Ca sĩ Linda Trang Đài nè, 12 năm. Rồi, chuyển cọc liền giùm em, đừng bơm em tội nghiệp. Ủa con ơi, này nhận ý hay nhận sợ? Sợ hả? Trời ơi mấy chị, 10 triệu sale, 7 triệu sale, 6 triệu nè. Sòn nha, nhắn con ngắn sòn, bán 6 triệu vui vẻ. Ờ, bữa nay em tặng 5 cái hộp, lấy 5 hộp bự rồi tặng màu đỏ coi. Vì sao hôm nay Facebook nó bóp tương tác quá trời rồi, đem kéo game tiếp em. Rồi, chị yêu Ly Gobi, 6 triệu, chốt đơn, thank you so much. Rồi rồi, chuyển tiền giùm em. Rồi, nhắn này tao đùng giùm em, hộp thứ 2 ly 6. Tao bán 38 năm, em bán 28 nha. Rồi, em chốt đơn chứ nhắn với mấy chị luôn nhá, 25 triệu. Trời ơi, to đùng cho mấy chị. Bành cà ná luôn á, bành trà bá lửa luôn em, 5, 6 hàng, tắm to gần 3 ly. À, đi 48 chứ Hằng ơi, 48 chứ. Bữa không có, em chơi game thôi, em chơi game thôi, em tặng nó không nổi hết. Em nó hộp, em muốn hộp, em muốn sẵn hộp luôn đó chị, tiền hộp á. Mê cái túi không dám mua đó, mà tặng hộp mấy chị không. Lỗi lần này đi lần sau đi, em đang thiết kế hộp cho đẹp hơn chút xíu cho nó khác ha. À, nhức đầu. Em mới uống đó chị, em sợ bị thận lắm, em không dám uống. Hộp 2 ly nè mấy chị. Ta nít này, ta nít dày, mấy chị đeo nó không lật nha, đeo chung với đồng hồ cực đẹp. Con này nó dày 2 ly, em chốt mấy chị là 48 triệu. Ni tay 54 nha. Ni tay ai 50 trở lại là em chốt 45. À, là có gì cắt bớt em bớt cho 50, 52 em bớt, còn để 54, 55. Thì giống như vậy, 2 ly, mấy chị nhìn tay nít nó đẹp nè. Đẹp xỉu, đẹp siêu. Ờ, để em đặt cái loại ngăn nhiều món, từ từ đợi em một chút. Dây em đang đeo hả chứ? Nhìn này coi nhiêu gam. Dây với mặt luôn là 13 gam 15. Dây mặt chốt em 20.380. Lát em đang đeo ni bự 54 55 á, hộp 2 ly nè mấy chị. Tanit nha, tanit đặc biệt nha, dày nha. Rất là dày. Nó dày gấp 3 lần cái trọng lượng tanit thường. Cho nên mấy chị đeo dù hộp 2 ly vẫn rất là to, không thấy miếng chấu nào luôn. Rồi, 45 triệu là đi 50 nha gái. Liên ơi, em Liên đi mấy nha, Liên ơi 50 51 nè. Cắt tay đưa cho tôi nghe là đi 50 51 ok la. Sao cục về nghêu. Em kêu chị tính giá hộp cho em giá đặc biệt chứ. Vâng nè. Vâng, giá like là 11 năm á. Và tính giá like cho em đi, cái này bớt 15. Em mất bớt 10 thì bớt gì bằng giá like sao qua tao bớt được nữa. Cái không có sự gia chính gì phụ bà ơi. Rồi ok, 45 dinh hết rồi. Nga ơi, bà đặt lại đi Nga, em Tuần Nga ơi. Chắc Tuần nói dốc đó, chắc có hơn 10 ngày vậy Nga. À, rồi. Đôi này dùm em đang tặng 2 viên chủ nhân tạo 6 ly rưỡi luôn nè. Trời ơi, em chốt cho mấy bà 3 triệu rưỡi bán vui vẻ 2 đôi. À, vui vẻ 2 đôi. Con đặt cái chế Nga đi, con chụp. Con chụp chế Nga Quỳnh đi con. Con chụp... chị Nga bà đi mấy nha chị, tại nếu mà đi ấy thì cao hơn nha. Chụp 45 nếu mà với điều kiện là đi 50 nha chị, đi bự hơn lại bán 48 không cảm ơn em. Hai đôi à, tặng hai đôi à, 5 triệu tư tặng hai đôi, 3 triệu rưỡi. Tặng quá lỗ mấy chị ơi. À, mùa xuân sen của quê anh đào 35. Ê, nó nghe là bông tai mà. À, mã sao là con coi chuyển liền trả liền con nghe. Ngắn 5 triệu rưỡi đứa nào chốt rồi. Thịnh đại gia hả? Đu ga hả? À, Trinh nè. Em nghe này chị Lý một lời xinh đẹp. Nghe chế sao bà nói sao em nghe lại. Trang nè. Rồi em hết em để sao có chị Trang với Thảo Hà đó. Rồi tôi hết bông tay 3 triệu rưỡi đây nha. Ờ giờ bán sòn nhỏ xinh dễ thương. Em chốt cho 5 triệu là có 400-500 ngàn bạc đó bán sòn. Ta nghe ta cười chết. À, cà ri hồng á, chị đeo 48-50 được đó chị. Đồ hiệu đừng có đeo ôm á, nó không đẹp. À, rồi dinh hết 33 triệu rưỡi nha. Rồi chốt chiếc nhẫn giùm em 5 triệu. Nhẫn sòn dễ thương. Ờ à, đi ăn lẩu mắm đi con. Lẩu mắm cây dừa ngon lắm, chồng kêu có hút không? Ô mê lý. Rồi chốt 5 triệu cho ai đây? Ai đây, khoan cho em Bùi nè. Ồ, nhờ hình là mà đỏ ấy, rồi bà ngỏ liền nha. 5 triệu. Trời ơi, chiếc nhẫn này 49 triệu hả bà. Em thấy người ta bán 70-80 nó thiệt. Chứ bộ nó dốc mấy chị sao. Hộp em rồi 2 ly rưỡi tắm trần gần 2 ly. À, nhẫn 4 rưỡi 54 sao 372. Chị em có cái dòng
dòng này. Để em đặt bản này coi sao mà lâu dữ trời ơi. Nhắc tới đâu nhớ em nha, nhắc liền á. Trời sao chú Duy cho uống thuốc gì sao uống xong nhức hơn nha chú Duy. Cho uống thuốc gì mà uống xong nhức thấy ghê vậy? Không phải hả? Ngủ đồ hả? Không. Sốt người ta tự nhiên mấy ngày nay em bị gì á? Không, không ngủ đồ, không dám nhát, lướt một chút chứ bị bế uống cho đâu uống thứ khác được không? Em ơi, gấp cho chị 5 hồng, 5 trắng, 4, 8, 5, 10, 5, 2, 5, 4, 5, 6 đi gái ơi. Y chang gì đi cưng. À, Vinh ơi, lâu quá, là cái này chị về chuẩn bị lên cà ri nè. Cà ri này mấy chị ghé tại tiệm mấy chị xã nè, mình có, mình nói nha. À, mấy có đó chứ không có đâu. Em bán giá 40 triệu làm gì có. Giỏ sòn, em mới uống đấy chứ. Trời ơi, 49 triệu, đẹp xỉu, nhận 4,5 tới 9 ly, 10 ly được luôn. À, 49 triệu. À, cho cái gỗ nhỏ đây không con? Cho chị một viên. Cái này mấy chị nhận 4,5 cũng đẹp nữa. Trước mắt là ni tay em đang cầm là 48. Nếu như mấy chị chốt xong, mấy chị muốn nói mắt cũng được, mà nói giùm em là một tuần lễ hơi lâu. 61,500 em sale 20%. Em chốt cái lắc trái tim này cho mấy chị luôn. Nguyên cái lắc trái tim sòn này 49 triệu. Này nãy em để cho chị nào vậy mà? 5 triệu. 5 triệu chốt cho tình yêu Trang, Bùi, Bùi Trang. 12,500 lấy gì vậy bà? À, em đang đeo là ni 48, 49 nha. Nhận 4,5 tới 6 ly 3 được luôn. Mà em 49 triệu. À, thí dụ 50 thì đợi thêm mắt nha. Thêm mắt là 1 tuần nha. 49 liên phạm rồi. Cái 45 có xã không đi yêu ơi? Nếu có xã thì để chị Nga Quỳnh nha. À, này xã lỗ cho nên để người sau nè. Rồi con báo với chị Nga Quỳnh là có luôn cái 45 mà nó con khỏi đặt. Chị ở nước ngoài thích đeo đơn giản. Còn nói chị Nga Quỳnh là có tiền là có luôn rồi, nói đưa 5 triệu đây. Ai đây lấp vô, ai lấp vô. Rồi 49 triệu để dự bị tình yêu Nguyễn Trúc đi, là bán lỗ. Chị đặt cho em. Khánh ơi, Khánh gửi hình qua cho em đi Khánh. Khánh gửi hình đi. Mấy chị có đồ sòn khác, mấy chị muốn đặt em cũng được, gửi qua. Mình sẽ nói tôi muốn đặt cái tấm lớn nhất đó. Là bao nhiêu ly? 3 ly 2 vậy đó. Tôi muốn đặt ngang cái bảng ngang của cái bề bông trên đó là 1,5, 1,3 gì đó. Thì phải cho em biết là cái kích thước ngang mình muốn á. Mình muốn cái ngang 1/3 đó là 1/3 hay 1,5 hay 2 phân. Mình muốn một cái viên tấm lớn nhất ở chỗ chủ đạo nào thôi, chứ đừng có là lòng vòng mấy tấm nhỏ. Viên tấm cái chủ đạo xung quanh tấm đó là 3 ly thì vậy thì mới đặt được. Còn tự nhiên gửi qua còn sao biết hộp nhiêu ly, bản nhiêu ly. Ví dụ chẳng hạn như em về cái bản nhỏ cái nhận xong cái không được rồi sao? Còn không em về bản bự quá chị đâu chịu bự rồi sao? Nó vậy đó. Chị muốn đặt ổ mấy ly, tắm mấy ly? Hôm qua có bán chiếc nhẫn 58 triệu chị đeo đó. Thôi đổi luôn sao đi con. Cái đó có đồ lạ rồi, tao đóng thời gian. Nó đó nói chị sao đi, con lưu gửi qua tin nhắn của con đi. Rồi nói từ từ nghiên cứu về biết mới biết đường được. Chứ giờ này mà ngồi tình tan nó chết luôn à. 39 triệu xe 33 nè. Em xe luôn 20% nha mấy bà. 54 là 48 triệu luôn đó chứ. Dạ 54 là 48 triệu luôn á. Tại cái lắc là 54 triệu đó chị. Còn khi nào mà tay chị 50 mới là 45. Là không cần cắt luôn, sửa bọc lại 48 triệu coi. 39 xe 33. Em chốt đơn cho 26 triệu 500 ngàn. Cái lắc này em đời đúng 100 ngàn đó mấy chị. À, đúng 100 ngàn vậy mà trời ơi đẹp mấy chị ơi nè, lòng trong nè. Ở đầu ra mấy bà mua đầu 2 mà 1, 2, 3. 3 miếng ghép chả, 6 miếng ghép tròn. Rồi, ở phần thân gần full dye luôn. 26 triệu 500. Cửa hàng Thái Hùng. Đẹp rẻ mấy chị, bây giờ 26 năm mua được cái lắc bạch kim thôi ba ơi. Cái này mình đeo lắc sòn, ai hỏi nó trời ơi. Sòn của tôi GGX1 cộng. À, áo đang mặc đó chứ 900k ní ơi, pha ke nha, tôi mua 1,000,000. Tôi mặc pha ke thiệt nhưng mà mua một loại vài trăm ngàn tôi mặc không được, giải nó kỳ quá. À, mặc pha ke nó pha ke à, tôi hồi tắm tôi vậy đó. Ồ, đôi bông này đẹp xỉu luôn, thôi em để em bán đeo luôn. Nguyên đôi bông sòn 11 triệu. Nguyên đôi bông sòn nó rẻ hơn hộp giả đó ba ơi. Vàng tính ra quá trời nặng luôn. À, đẹp xuất sắc. Chuyển tiền ha, còn nợ tiền em hả, đợi tiền dư hay gì cưng? Em gửi chưa, bây giờ đang live rồi đâu có gửi được đâu. À, không gửi được.
Rồi em chú tình yêu Trâm My Nguyễn, đã đà đa ha, sướng qua hậu sướng bữa nay. Mừng 1 triệu Thanh Kiều so much. Nè. Chuyển giùm em, dây mặt đăng đeo 20.400. 20.400. Rồi em có cặp nhẫn cưới này. Hộp 2 ly rưỡi nha. Một cặp luôn em bán như bằng giá đồ ý với chị luôn, 15 triệu sòn. Chỉnh sửa đi được giùm em 15 triệu. Nhận vòng 3 ngày. Em tính chị 8 maximum Ellie ơi, thông cảm giùm em. Đồ đi rồi, đồ chưa đi mà chưa chỉnh sửa ni thì 5. Còn đồ chỉnh sửa ni rồi á mà chưa đi đổi dẫn lỗ 8 nha. Còn đồ mới chị nhận xong rồi nọ thì 10 giùm em. Rồi 15 triệu em con này. 15 là dân Vân Jolie. Ok, thank you so much. Rồi cho luôn 5 triệu nữa mấy chị. Đặt cọc là 5 triệu nha. Không đặt cọc 2 triệu nữa. Đồ mất tiền muốn chết, đặt cọc có 2 triệu tới lúc mà chỉnh sửa đi cho đã, nói ghé tiệm cho đã, cái không chịu ghé rồi lỗ 500 nghìn. Không đủ tiệm cưa cháu hao nữa mấy chị ơi. 5 triệu xả lỗ à. 10 ngày mấy chị không ghé tiệm tự xả, em tự xả ghé em cho lỗ luôn nha. Thương giùm em nha. Chứ nói ghé tiệm xong đã 1-2 tháng không có nhiều món. Con mẫu để 3 tháng gửi luôn. 24 sale 20 sale 18 nguyên là bông sòn. Đặt lại không có giá này cả nhà. Đó. Mời chị Ngọc Mai đó con. Con ơi, cái chữ quan trọng nè. Tao để cái bắp tay tao chuẩn bị đục máy bay đó. 15 ngày chưa có bill kìa ông nội. Em mới đục chị, em đục nhân viên em nha. Để đưa vô nói mẹ cái bắp tay tao nổi chuột lên là mày hiểu tao quạo lắm rồi đó. Mày kêu nó thông cảm giùm tôi đi Ellie, giá đó maximum mà tôi không bắt được nữa. Tánh tôi nhanh lắm, được tôi bắt liền. Giá đó là giá cuối cùng của tôi, bà Hương tôi nha. Chứ tôi không có lời lớn thì đâu, nhân viên thợ thầy hao hết. Mấy chị tính đi. Em ví dụ đồ si, đồ sale đem vô mấy chị biết không? Bùm một cái là vàng hả? 18 á. Hao 8 con vàng chưa đánh bóng. Đánh bóng một cái nữa hao một chỉ. Có 20-30 món đánh ra hao một chỉ 8. Tại vì trong đó mấy chị đeo á, bỗng nước vô tùm lum rồi nó hao hết mấy chị. Nhiều khi mua đồ bằng quá đơn không? Cái phần hao của mấy chị em lỗ không? Vàng 4 số 9 nhiều khi đeo á, mấy chị nhẫn chơi mấy cô chú đeo mà nó chạy hết trơn, nhiều khi vô hao 4 gem 5 gem. Thôi trừ mấy cô chữ dữ lắm, không dám trừ. Y thinh gì không đó mấy chị, cho nên là nhiều khi khách mà đeo phần hao em cũng chịu luôn. Giống như em nói mấy chị nghe hôm qua có chị chốt cái mặt chữ T sòn. Tự nhiên cái chốt mặt chữ T sòn đem lại chỗ khác nói người ta nói hộp giả, tấm giả. Em nói mà trong khi em nói cái máy GA em mua 400-500 triệu. Em thử luôn mà cái chỗ mà nói giả đó chưa chắc có được cái máy GA cũng giống như em nữa. Em dám mua cái máy nửa tỷ về đem thử. Mà mình thử máy nào cho cũng không chịu. Em nói bây giờ đơn giản, chị không có lòng tin thì em trả tiền. Nhưng mà nói em bán đồ giả là không được. Em với chị và cái người thử đồ em, đồ giả mà đồ thiệt mà nói đồ giả đi ra công an nói chuyện. Chứ nó không phải là em dễ nhưng mà tự nhiên muốn nói sao nói được. Nó phải đúng chỉnh tề mấy chị. Em nói chị nói gì em không chịu. Em dễ thì dễ nhưng mà làm ảnh hưởng uy tín em, nói bậy bạ sao được. Cái người nào mà thử nói giả thì em với người đó phải đi ra công an. Chứ đâu phải mà tự nhiên người ta đang bán đồ thiệt mà đi thử tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ về quậy em được. Trời ơi. Nè 18 triệu giùm em đôi bông này nha, đang đích dẫn làm đích đẩy nha. Bây giờ mình không vừa bụng thì mình không có lòng tin thì mình không mua. Mà tự nhiên mình mua đồ của em mà máy em đem về em thử luôn, máy sòn luôn, máy rè luôn. Em có máy gì em cũng có mà chích viết bình thường thì em chích với mấy chị coi, còn mấy chị cần chuyên sâu hơn cái gì nó cũng có chuyên sâu. Em đầy đủ máy móc cho mấy chị. Tự nhiên cái người ta, em nói mấy chị nghe nội không, em thầy thôi. Thầy thôi, giữa thầy với thầy với nhau mà còn thứ điều cũng chịu lộn trên Facebook. Gọi đâu ra mà tiệm với tiệm mà ai mà khen nhau làm gì, mà đưa cho coi mà cũng không chịu. Rồi 18 chị em lạ này, cặp 4 ly á bà. Kiểm định là 12.8. Rồi xã bà Trang Hà này. Hồ em có lắc tay này mấy chị nha. Trên 100 củ mới chút được đó. Ni em đang đeo là ni tới 55-56. Đẹp xỉu luôn. Cắt bớt em bớt cho chút đỉnh vài triệu nha bà, full lùm em. Cái lắc này mấy bà chốt còn không chốt thì em đeo nha. Nên em đang cầm tới 55-56. Rồi bây giờ chốt nha, chuẩn bị nha. Chị nào ba lô ủng nha. Em chốt đơn với chị là 82.500.000. Chị nào có cắt bớt là em tính cho 81 triệu. 82.500. Full luôn nhầm em nè. Trời cái này nãy chị mua không dư giá 100 mấy triệu đâu nè. Đẹp xuất sắc. Em còn nước ơ đó tình yêu Nguyễn Nhung. Rồi 82.500 tình yêu Ngọc Bích. Quá đã cái ơi.
Rồi chị Nga Quỳnh không kịp, Ngọc Bích trước rồi, Thảo Lê không kịp luôn à. Rồi bị dinh hết. I love you. Rồi lắc tay này, em nhận 3 ly 6 cũng đẹp nữa, nhưng mà em đang nhận trên đây là nhân tạo 4 ly rưỡi. Niêm năng đeo là 50 đó mấy chị. Dẫn thi mắt được nha, dẫn thi mắt được cho mấy chị nha. Cho nên chốt xong, thi mắt là 1 tuần 10 ngày nha. Mẫu em điện ai khi em hỏi lắc của chị về chưa con. 30 triệu luôn, vốn 30 triệu 500, bán 30, đẹp rẻ đi 50 à, 6 ly 3 tuần nước, em đang có 1 viên kẹo ngon, giấy photo, nước truy vi xoanh, miễn trên hộp nó có mã số cạnh là ok la, không có cần giấy photo hay giấy kia. Rồi 30 em chúc tình yêu Nguyễn Kim Nhiên à, 30 nè, bán lỗ cho nên để sao cho Thanh chút nè, để em nào bán lỗ để sao nè, lỗ là lỗ thiệt với giá bộ nha. Em bán cho 69 triệu, em có một viên 8 ly 1 2 carat, đợi em chút xíu à, và viên này trắng tươi nha mấy chị, viên này trắng cực kỳ. Em chốt 359 triệu viên này à, đâu rồi à, à, em có một viên đó, ta bán tới 400 mấy mà đặc biệt cái viên này, tri này nó trắng tươi như nước ép, 8 ly 1 2K07 3 excellent à. Là gì chị, trong tháng nó lỗ 10% đó chị Nguyễn Quỳnh. 30 em chốt chai à. Đồ chưa đi, chưa chỉnh sửa ni, chưa cưa chấu lỗ 5%. Đồ chỉnh sửa ni rồi à, đồ ý hay đồ sòn, hay là đồ sòn cưa chấu rồi là lỗ 8% dùm em à. Dạ 6 ly 3 tục nước, giấy photo đó chị, 69 triệu. Cái viên nên bỏ đâu nè. Ê Tường nãy con còn giữ cái tờ gì cái hình không? Dạ còn. Con chụp cho có hàng Aeron coi thử đi, cái viên đó ok lắm chứ. Vậy hay chế có, chế đẹp quá chế à. Chế chế nó sang, chuẩn bị chế thọt cái tay chế vô lẹ nha. Nó rẻ một cái hồn sức gió mây. Thôi ơi nó rẻ 139 triệu sale 100, bữa nay sale rẻ giữa nổ lắm nghe chứ. Chứ Mai Thanh Hưng ơi, có hàng có mấy chục triệu thôi. Chuẩn bị nha, cái này là chơi vui vẻ nha. Con chụp 69 triệu cho có hàng Aeron. Em nói chị mấy chị, nhiều khi bác sĩ này với bác sĩ còn chưa là nói tốt với nhau nữa. Mà sư nha, đi tu rồi mà còn vẫn khịa nhau. Đâu ra tiệm vàng với tiệm vàng mà đem khen mà. Mà mấy chị đừng có à, giống như mình phải có chính kiến chút xíu. Những người giống như người ta bán hàng đa cấp đi, người ta sẽ quảng cáo mấy chị nói chinh mây trời mây thiên đi, mấy chị sẽ tin không? Mấy chị đừng phải. Em nói mấy chị giờ đơn giản một cái hũ à. Em mua một cái hũ xài trộn muối ớt vậy, giảm được 5 loại bệnh, giảm cân nè, đẹp da nè à, giảm cholesterol nè, ngăn ngừa ung thư nè, còn thêm một cái bệnh gì nữa đó, chị bệnh gút hay là chị gây gan nhiễm mỡ gì đó, mà ăn nó nóng nát mẹ luôn sao đẹp được. Nó mà để chị đau họng nữa là tôi phải gòi luôn rồi đó. Rồi ai đi kiểm chứng mấy bà chuyện này, tự nhiên người ta đi nói gì cái mấy bà tin. Mà em đưa máy móc thẳng luôn cho chị, cái chỗ mà thử cái đó chưa chắc là sẽ dám mua cái máy bằng giống em. Tăng lợi nhiều đâu, một máy 400-500 triệu mấy chị, thiệt. Rồi chụp xanh chứ nó thì nó hàng Ergon coi mẹ à, Thanh Nhâm này là Thanh Nhâm ý chứ yêu xinh đẹp ơi. Rồi dây chuyền này mấy chị, 4 tấc 2 nghe, để em đeo mấy chị coi. Em mặc áo thun là nó đang hơi không có à. Đó. Đẹp chưa? Rồi chuẩn bị lên giá. À, chị Lê Thoa trả lời tin nhắn giùm đi. Rồi rồi từ từ chị yêu. Mấy chị mặc đầm cái nữa 4 tấc 2 à. Dạ nó không phải mắc giấy chị, cái giấy đó với photo thôi. Chị cứ mà. Em chốt đơn cho 85 triệu. 85 triệu chị Mai Thanh Hưng, bao đẹp bao sang. Tấm VVS One hàng cộng, đẹp xỉu, 5 ly 4 một giấy. 5 4 tụt nước là 26 triệu chị ơi. À, comment Tú Nguyên tôi thấy nha. Dạ trong quá đơn ghi lỗ sao là lỗ y chang vậy. Rồi em chốt Mai Thanh Hưng 85 triệu. Trời ơi đặt lại trên 100 triệu nha, 69 triệu của hàng Aeron, lấy luôn cái đi của con đó con. Rồi em bán ơi. Cách chốt rồi, còn đâu suy nghĩ. Ờ, giờ nãy lấy ngang thì mới được. Giờ em lại đặt lại 130. Ừ, không được chứ này. Khách chốt sale được 100 thì em sale tiếp tục lần 2. Khoan khoan để chụp hình cho khách cái để lộn. 30 triệu chốt cho người sau đi con ơi. 30 con chốt cho người sau, cái người sau con ấy đi còn mấy à. Ở chết bà này, Mai Tâm Hưng 85 con ơi. 69 là cái giấy đó, con chốt cho cô Hằng Aeron đi con. Quan trọng trên hộp có mã số cạnh nè chứ, có giấy không có không có không sao. Xã Tình Yêu Nhi nè, 85 em hết rồi Kim Định ơi. Anh để bà dự bị cái thôi thì được. Rồi xã 30 nè, cái lắc 30 người sao con ấy không ấy đưa liền nha con. Sủng về chưa hả gái, Sủng mua trong hình đi rồi tôi chốt bà đặc biệt cho. Mã L
LM, mã mã LMT đó. Rồi 30 giùm em. Lắc 26.500 ấy rồi. 82 triệu em đặt lại không được chị. À, cái đó viên đó là không đâu, chỉ có VS1 thôi nè, mà viên nó trắng. Viên nó trắng. 7 ly 2 nước y của em có bán không mấy hàng? Hằng ơi. 170 em bán chưa? Vậy là chưa bán hả? Đợi phòng rồi rồi đợi em tới ngày mai nha. Con viên nước y đó Diệu Quyền có 170 thôi, nhưng mà đợi Hằng nó chưa đợi khách của nó rồi. Ờ chị, tại vì khách người ta đổi đồ em ta được lướt một hai lần rồi. Quận đi quận về người ta đã lướt 30% rồi. Cho nên là giờ đặt lại mắc hơn 30%. Mà nó đẹp lắm, nhiều khi mấy chị mua về ngắm có ai có đeo gì đâu. Sòn mà chị lấy đi nấu giờ, ví dụ như cháy nhà cái gì chảy chứ sòn đâu chảy, nó là vĩnh cũ mà. Ờ bạch bạch không nói trời cho mai thanh ân chứ đợi em là đúng không đó. Rồi em có đơn này cho mấy chị luôn, em tắm xung quanh là 1 ly 8 2 ly. Nhận giùm em từ 4 ly rưỡi cho tới 6 ly 3 được nha mấy chị. Em chốt cái vỏ bông cho mấy chị luôn, mắc cái tay mất tiêu, biết bán lời hay bán lỗ hay bán phá quề nó 11 năm. 5 ly 4 tuột nước truy 26 triệu chị gái. Rồi chị Nga Quỳnh xả luôn cái lắc một hộp đi con, lên lại con ơi, lấy ra con. Xả 45, xả 48 rồi con, nhiều con xả hết rồi đó. Rồi 11 triệu 500 giùm em bông halo cực kỳ đẹp rẻ, tấm trắng tươi. Dạ con nói quéo giò quéo cụm. Có 600 người bữa nay đó mua à. Mấy chị ơi đặt cọc giùm em 5 triệu trở lên, ai mới đặt cọc em 1 triệu nó tội nghiệp em. Còn nếu mình chốt cọng dây 4 triệu thì đặt cọc giùm em là 2 triệu. Đơn dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu, đơn trên 10 triệu đặt cọc giùm em 5 triệu đi mấy chị. 26 triệu 500 nãy khách chốt cái gì mà. Đâu lâu lấy được. Dạ, ê gì là cái tem khác. Đâu đâu có phải đâu. Ờ. Em kêu xin con này như là ba mấy triệu á, chứ đâu không có giá hai mấy. Hai mấy là nãy khách chốt được 33 giảm 20 là 26 năm là 33 đó. Y chang vậy đó. Nhưng mà 33 triệu, nhẫn 12 triệu 500 là nhẫn nào đấy? À, rồi bây giờ chốt đơn cho 11 triệu 500 nha. Nhẫn 12 năm hay lấy rồi ní ơi. Lấy rồi, sau 3 em chốt đây cho Hằng rồi chị Nguyễn Mai ơi. Rồi lụm luôn 11 triệu nha. 82 triệu 500 khách chốt thôi chị ơi, đặt lại không được cho nó mấy chị. Cái nào em báo đặt được em sẽ lấy mấy chị đặt được nha, cái đó em đặt không được nha. Chờ chiếc nhẫn này là bản to, hột xung quanh 2 ly 8 mà vòng ngoài với vòng trong đâu. 147 triệu sale 125 này, sale tiếp tục 15% nè. Em chốt xả chiếc nhẫn này cho mấy chị 105 triệu. To đùng luôn. 105, 105. Bông 3 triệu rưỡi, có chị xả bông 1 hộp 3 triệu rưỡi, ai lên lại lên em. 11 triệu 500 bán xả 35 mà lấy 11 năm đúng không? Thay đồ gì tốt. Rồi, đưa cho chế yêu xinh đẹp. 147 xe 128 xe cho mấy chị 105. Thảo Lê. Cái này nó có hai form nha. Đợt trước em về một form 90 mấy triệu là nhỏ hơn, mỏng hơn. Hộp không to, hộp có 2 ly rưỡi 26, hộp này 28. Rồi Thảo Lê ok xinh đẹp. Chị lỗ 1 triệu 3 đó hả? Đây, nói nè. 106 triệu 250 ngàn thấy không? Thấy tôi ghê chưa? Lắc 45 triệu con đưa đây này gái. 11 triệu 500 em chốt cho ai? Chứ Dung ơi. 105 của chuyện nó bắn 10 triệu 500 của nước tao chết. Tao nghe trời trời. Rồi cái vụ cháu ngoại tao có vụ mà mày coi lại cái tem tiền này mày coi chưa? Cái vụ như 105 nó bắn 10 triệu 500 là tao gọi luôn đó. Gọi luôn đó nha. Nhanh vào lắm đó. Ủa sao hả? Ủa lấy chiếc nhẫn cưới đi, từ từ đi, đeo có con cái đi cho vui vẻ, con này sưởng nó nghỉ. Đeo từ từ đi, bà gấp gì bà đeo. Trời. Trần An ha, cái hộp 4 ly với em cưng. Ờ em ơi, nó ấy cho em đó em ơi, tại nó rớt ở đâu đó nó mới lịnh được rồi tối. Đi kiếm mấy mùa nội nè. Hộp gời phải không, chị nhớ mang máng gì phải không? Cái hộp hôm qua con lụm được rồi đó con, lên cho Trần An chưa? Ờ gán đi gái, tại mà mua hộp kim đỉnh nó lơ gấp gấp mang hộp gửi nó đi, cái này nó ẩu lắm trời ơi. Nó dăng từ lơ ba kia. Nhắn vô mày đưa cái mẫu chơi gì? Mẫu? Mày đưa giam nó nói chuyện như là. Em ơi cái nhị... Chưa chị ơi, cái này ở đâu đó? Trời đại đi. Cái nhẫn vuông đó là nhẫn cứ đó. Mẹ không có nhẫn vuông đó, ba không chịu sức giá theo chồng chị đó. Ba ngày nó dèm chị nha. Rồi 9 triệu rưỡi em sale cho 20% nè. Em chốt ra bông nè mấy chị, có 7 triệu rưỡi nè ông nội ơi.
À, đi theo chồng mấy chị ơi, không có, không có chịu ba ơi. Chốt giùm em 7.500.000 nguyên ở bông sòn, à, bông sòn. À, thương hiệu Coco Jumbo nè. Trái cây lớn luôn nha. Gã bà lên núi không cấm. Gã đất liền chịu không nổi. Ba ơi, gã đất liền ai chịu nổi chị Hiếu. Bà chỉ có nấu cơm mà bà đeo sòn không à. Cho lên núi đi. Con chụp. Nè con chụp 45 triệu đi chứ. Thôi bà chịu đi trời ơi, buổi sáng hay cho bà nó mà trong mày nữa. 7.5 tình yêu Nguyễn Mai nè. Tắm xung quanh to gần 3 ly đó mấy chị. Nhưng mà em không còn có gớt cái tem đâu rồi. Không biết bán lời bán lỗ nhưng mà em nói mấy chị nghe. Nó có vòng tròn trên đây nè, gần cả chục viên, gần 3 ly, 4 góc bên đây nữa. Nọ không tiền hộp mấy chị mua 4 50 rồi. Em chốt chiếc nhẫn nữ hoàng tắm to mấy chị luôn nghe mấy chị, gần 3 ly nha. Khoảng 28 này nọ vậy đó, cỡ cỡ đó đó. Em chốt mấy chị luôn mà em nhận tầm khoảng 5 ly trở lên là đẹp, không cần nhận to quá đâu, 5 ly 5 ly tư là đẹp rồi. Rồi dinh chốt với mấy chị luôn nha. 35 triệu giùm em. 35. Con chụp cho tình yêu 45 triệu chứ. Chụp cái lắc một hàng hộp á. Nếu đi 50 là 45 nha em, đi 54 55 là 48 nha con, cứ chụp đi nhỏ chứ đi. Nguyễn Trúc Học 2 ly vàng dày lắm. À, 7 triệu rưỡi chốt cho ai rồi. 35 triệu giùm em con này. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, bên hông nữa nè. Rảnh lắm, mua dưa hụt sò lắm, nhét 4 viên bên hông nữa. Đó nè, 35 triệu, đẹp rè. Nhanh lắm thứ hai em ơi kìa. Được không em? Ta mới nhắn lại kìa, nhanh lắm thứ hai em ơi, mấy thứ mấy rồi? Thứ hai thứ ba đi em, rồi được rồi cháu. Trời ơi à, 35 triệu tấm siêu to. Chụp cái lắc tim, ôi lắc tim ơi, bạn kia chuyển khoản chưa? Chưa khoản là bán cho người sao không chị chứ? Em gái, cái này nhận giùm em từ hộp 40 rưỡi trở lên nha. Trời ơi, em chốt cho mấy chị luôn em, đẹp rẻ luôn em nè. 13 triệu 500 ngàn cho nhẫn sống hốc này. Ni tai, ni bự bự giùm em, ni nhỏ cắt không được nha, ni 12 trở lên. Ni 12 trở lên giùm em. Cái lắc tay bạn nào 49 triệu chốt rồi. À, à, rồi rồi, chuyển 5 triệu đi em. Đơn dưới 10 triệu chuyển đặt cọc 2 triệu, trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu giùm em, không nhận ít hơn nha mấy chị. Xả đơn lỗ 50% tiền cọc giùm em. Nếu em chốt xong không có hàng em đền gấp đôi tiền cọc. 5 đền 5 là 10 à, chưa hàng mà nó lâu. 13 triệu 500. Chị đó chị hỏi em mấy giờ lên ý đâu dám trả lời, buổi tối sẽ đi nói à, thôi ba ơi mất công ba nói tôi đò này kia kia nọ nữa. 13 triệu 500. Trời ơi cái vỏ nhẫn 4 cắm này à, luôn vui tươi. Em sale có 25 củ. Chủ đang tặng nhân tạo. Đi nhậu chơi. 13 năm chị Ngọc Diễm ơi, đi bự nghe, bà mập mới được nha. 35 triệu nay của Kim Nhi của xã lắc 5 hộp đó, chốt chưa? Chưa chốt, chốt Ngọc Lặng Đặng Lê nè. Chuyển tiền chưa? 25 bà ơi, còn cái kia là 13 năm đi bự. Con này mấy chị đặt lại là tầm 36 38 triệu 25. Thanh Nhiên Trần, bông chủ ơi, đợi tôi một chút xíu. 25, cảm ơn bà. Rồi có đôi này đây nè, chuẩn bị nè. À, rồi 45 triệu là chốt cái lắc tay bạn ơi, bạn đi mấy bằng nhiêu ký? Mini là nè 45 triệu, bành chi ná là 48 triệu nha. À, rồi có vụ hỏi ni hỏi nhân viên ở trong em chỉ có việc hỏi giá thôi chị ơi. Bà còn cài em thêm cái vụ hỏi ni nữa làm có được. 26 triệu 800. Sale 16 năm, sale đâu bông nãy bà giá giật mình té xỉu bên bờ đê. À, xã dưới lai mấy chị, xã dưới lai lỗ cọc 50% nha, nào nói trước à. 13 triệu 200 ngàn, thấy mà ghê chưa, khủng khiếp chưa, lắc 5 hộp sao rồi con, hỏi con hoài luôn. Chị cái 48 triệu đó chụp lại, đặt lại là 61 triệu 500 cục vàng ơi, cái đó ta chụp, chốt được sale, ngồi được tới 20%. 13 triệu 200 tình yêu Tuyết Thảo, qua tiên không kịp, à, sòn dưới 15 á, từ từ đợi em. 65 triệu nè, em sale cái lắc này cho mấy chị giá 54 triệu 500 ngàn. 5-6 miếng ghép luôn em, đẹp xỉu luôn mấy chị, dày mo. Dày mo lòng trong dắt lòng luôn em. Ni tay em đang đeo là ni tay 53-54, chắc ni im bớt lại cho chút xíu. Tức thật luôn hả? Trời đừng tức có gì đâu, từ từ đợi em. À, đâu phải lấy chồng đâu mà tức. À, không được cái này thì là cánh cửa này đóng, tới cánh cửa khác có sao đâu. À, rồi 54 triệu 500 nghìn. 16 nghe là gì á, nghe là gì á ní ní ơi,
Cái đó bóng hả? Trời bán có 13 2 à, nghe gì nữa ông nội, bán mất tiêu rồi. Bà nghe là mắt xong rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Lấm nhẩm này la lét. Mới thấy kêu một lần mà nó không mấy à. Bông tay chốt có 13 2 à bà ơi. Bán mất tiêu rồi. À vậy à. À ghi Uwi, chút xíu con có đưa cái vỏ bông của Uwi với lại có hai hộp mới nước tri VX1. Mày lấy lẹ đi chuẩn bị hết hộp nữa đó. Mà tao bán lỗ 4 triệu, vỏ hộp tao bán 75 triệu. Đúng rồi. 54 triệu 500 gia hy là có 500 ngàn à bà ơi. Tội nghiệp tôi gia hy. À, 16 triệu là vỏ sòn, chị bán có 13 2 à. Nói lẹ quá, bị lẹo quá, lửng quá bà nghe không có được. 26.8, xe 16 năm, xe 13 2, hai viên chủ tặng nhân tạo, nhận sòn nhận từ 36 trở lên. Ok la. À, chốt hình giá lai không tôi không biết, giờ bà gửi hình qua đi đấy nè. À, ok tôi đẩy giá vô và cảm thấy hợp lý hợp tình nha. Hợp lệ thì chuyển cọc giùm em trên like, coi như nó là coi như nó là giá lai các bạn. 13 2 tao chốt mất tiêu rồi. Chiếc nhẫn này mấy chị biết sao nó mắc không? Bên hông đai hộp emerald mà nhiều quá. 49 triệu sale 30%. Rồi rồi bớt cho bà 500 ngàn rồi vui vẻ đi uống cà phê. Rồi ghi nè 500. 13 2 tao mua mất tiêu rồi, giờ này comment đi nữa không nào. Rồi nhận niêm 4,5,4,5,4,63 em này lòng trong ô mê lý. 49 sale 30%, nó giảm 30 là giảm thiệt nha, không có giá bộ mà kê lên giảm xuống nha. 33 triệu 900 ngàn. Nè. À, tấm bự bự không? À. Vinh ơi chốt đâu con nghe gì chị Vinh nhớ rồi. Con nói real quy đi con, quan trọng là tao thờ, tao đưa cái bàn tay tao đặt đụng đó đó. Rồi đó. Đó thấy chưa? Đó. Còn khi nào tao nổi nóng lắm là tao đưa cái mặt nóng lên đó. Và nhớ lấy hai hộp cho tao nhắc đó, nước tri VS1 hộp mới đó. Bán nó bao lỗ 4 triệu, 4 triệu 2. Không có phá quề luôn, không có lợi ích luôn mà lỗ luôn. Đó, 33 triệu 500 nghìn giùm em. Ngủ dậy hả chị, rồi 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 nè chị. Ni 49-50-51 đeo dừa hộp 2 ly 7, em chốt cho 40 triệu. À, hộp cái 2 ly 7 nha, không phải hộp mini 2 ly hay ly 1 kìa đâu nha mấy bạn. À, rồi 49-50-51 giùm em rồi. Tiệm vàng chứ lấy áo lao. Mấy chị thấy nhiều khi mặc đồ dởm lao cũng không tiếc sao. À, xịn này nó có hay của xịn, nó sang. À, mình nói chuyện vài chục củ cái mặt mình nó sáng trưng à, kiểu mình tự tin. Còn mặc đồ dở mình lau đồ nó sạch sẽ. Đồ bóng lát ta ơi. Nè 49-50-51. Con nói với tình yêu Lo Nguyễn á. À, cặp vòng cái ghi này hơi dài cha ơi. Đặt lại nè. Không lô nè. Lỗ lô số lỗ nè đó. Rồi đó kêu đặt lại đi. Rồi 40 cục vàng ơi. Vòng đặt luôn em mới đề bài chơi chung. Chơi chung với đồng hồ đồng ơi được. 52 chị đặt lại nha. 52 chắc hơn giá này một chút. 50 giá này. 50 giá này. Hộp 2 ly 2 em còn chiếc bán tặng cho 15 triệu vui vẻ, 23 năm bán 15. Dòng này có chiếc màu trắng này chị. Màu trắng 42 triệu nha. Trọng lượng cái màu trắng hơi nặng hơn chút xíu. 16 triệu, 15 triệu. Vậy chị xin giá tính triệu 7. Lụm đi bán 1699 đi. Dạ. À, bán 1699 không, bán 17 số cho đẹp. À, sòn luôn nghe mới nghe mấy bạn. Sòn luôn, mới luôn. Ờ, à, cho đẹp á hả? Ok tính ha. Trời ơi bà ơi ghen tôi nha, 48 triệu mấy đó. Rồi cho em 15 triệu giùm em sòn 6 viên 202 luôn. 15 trăm gầm. Đơn dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu, đơn trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu, số tài khoản 2427 nha. Nè, đẹp giùm em 15 sòn. Chết rồi rẻ gì mà không mua. Ồ. Kỳ lắm ha, bán rẻ mà không mua kỳ quê đúng không em nội. Ờ mua đi, 15. Nè nè, đây rẻ nữa nè. 40 mấy triệu nè, 3 ly 6 mà nước ơn. VVS1 em cái vỏ bông này trên 31 triệu 500. Cho em xem màu trắng anytime 14 hay chỉnh đi được chị. Trời ơi chị nhỏ. Tôi nắng nót của bà được hết. Gửi hình đi. Đây từ từ đi các bạn ơi. Thằng ma cái dòng màu trắng này nặng hơn cái dòng màu hồng. 49-50-51, 15 hết rồi Minh Gon ơi ai chốt rồi. À. Mặt có dở mình leo lên mình lao. Bà đứng tới chiều bây giờ mấy giờ, 2:39. Chị Hiếu 5 giờ về không có mệt, không có mỏi giờ, không có sưng chân. Dù là chị em hơi mụm mỉm nhưng mà sẽ không có đau, chị cũng không có mệt.
Nhưng mà giờ này chị nằm ở nhà là chị da càng da dần dần mệt lắm. Ngày nào em cũng live stream nữa là bà con buồn nữa. Sao? Ghép ha. 1699 mất 165. Ni đôi tay nó hơi dài đó, cắt bớt nó sẽ bớt tiền lại. Kỳ vậy trời ha, là vụ gì á? Tôi nghe là cặp bông 13 cho hai mấy ai ấy thôi. Không 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 được chị ơi, bà thương em đi. Tôi nghiệp em chị này, tôi nghiệp em. Nè đó. Bà tiêu lắm mấy chị, bà đi ngoại tình cho cỡ 77 lần rồi đó. Vậy bà dặn em có 88 lần rồi đó. Xong mới tự, em đâu biết bà dặn mấy chị, bà tự dặn mình lên xong mới nói, ê tao hết dặn rồi đó nghe. Ủa bà tha thứ dễ gì hả trời? Tha thứ là dễ mấy chị ơi. Rồi đó này em 41 cũ, giá chưa sale. Nó cắt cỡ khoảng 800 ngàn cái tem rồi đó. Rồi em chốt cho mấy chị luôn em con này 33.500.000. Cái vỏ không mấy chị mua lại là 31.5 nha mấy chị. Tại vì nó 10 viên MRO gần 3 ly. Dạ 54 đặt lại bà Kem ơi. 54 hơn 45 triệu đó. Chơi. À 3 ly 6 nước VVX1 luôn em. Đẹp rẻ. À xuất sắc chơi mấy chị nè. Em muốn chạy đường rồi vô đi sợ mua sao mập hay gì em muốn chạy đường em nói. Uống uống con tính mắc y gan vậy hả? Chứ vậy chứ không phải uống hay không uống thì đâu ba ơi. Bà đứng tới chèo chứ gì về, bà chưa về đó, bà chưa biết mệt luôn. Chị của con. Còn ông nội ơi. Mà chơi chữ lộn không lại đi xuống mét tiếng hoài rồi. Chơi chữ lộn không lại đi mét. 31.500.000 dùm em là dòng màu trắng 42. 31.500.000 là chị yêu Kiều Tiên nè. Tức quá khóc cái ông kia hỏi ủa đồ mua thỏi này với con vua nhỏ chuyện kia là sao, cái ông ấy là ông ấy đâu sao đâu, chung ông nội. Trời ơi chịu lộn nha, không được đi mát trời ơi. Chơi gì ai chơi lợi ba. Trời ơi chị thấy chứ em hung dữ lắm, không có hiền đâu cha. Thấy dễ thương chứ tao đụng chuyện em, nhà em mà tí mẹ em hay ai bị nghiếp em nội buôn mà mâm gì. Đầu kia em về em chịu lộn tiếp, em đi kiểu em binh giật chứ mấy chị. Ví dụ tí mẹ em nó lộn vô ông về là em can chứ nhà không ai dám can chứ mấy chị ơi. Thấy em gì chứ mỗi lần mà có chuyện kiếp em không à, không ai nhà không ai dám ai ra mặt hết trơn á. Ví dụ như bà mâm mâm buôn mà bị gì hay tí mẹ nó lộn cái gì hồi nhỏ nhỏ rồi là kiếp ấy chạy về cái bụng lù lừ nó gì, nhà em hay không dám vô can, mâm không dám, em dám nha. Nên mỗi lần nhiều khi mẹ em ghen mà mẹ em sợ tí em lắm, mẹ đâu dám ghen mấy chị, em ghen giùm nó gì, em ghen giùm. Cái gì nói trời. Rồi. Trời ơi 500 mới vô rồi cha ơi, chết tụi nó báo tụi nó rồi. Đợi một chút. Sao nó không nhảy vô đây ta? Chồng tôi nghĩ trời ơi cho tôi đi mượn tiền đã, tôi đi đâu rồi không? Tôi hù nó mày không trả tôi đăng Facebook, nó trả trả. Ông nội xứ dưới đây bị tao nói mày không trả tao đi tao đăng Facebook đó, tao bỏ tiền tao đăng Facebook cái trả liền nhé. Trời ơi tao có về mà tao bán. Ê tôi đang làm cái bùm ở trong cái máy iPad đó, có bản rồi, có nhiều ly à, có nhiều bản ngang khoăn rồi tôi làm cái đó mà hôm nay mốt đặt về đặt. Ê 500 chứa vô nha, có 5 triệu không mà chết ra sao đặt cọc không chịu hoài mấy bà khổ chết đặt cọc không chịu hoài á. Ê đơn với 10 triệu đặt cọc 2 triệu trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu giùm em. Rồi 500 vô rồi. Em có chiếc nhẫn này to đùng nè mấy chị, lần đầu tiên xuất hiện ở nhà em bên hông nè. Cái này chỗ khác bán em bảo đảm mấy chị không dưới giá 105 triệu. Cái mấy ní nhìn đi. Listen to me giùm em, đẩy tin nhắn cái gì nữa. Từ từ đợi em. Mè tôi đi he rồi vài bữa hết tiền của đỡ hờn em nội. Cái gì vậy? Em tiệm vàng. Mình mấy giờ đóng cửa? Anh 8 giờ bay gửi đi anh. Con em là nó ra là đóng cửa là thằng Hào á. Chịch là nó ra đóng cho nên mẫu mà gặp Hào gan mẫu mừng dữ lắm. Đây. Đây mấy chị to đùng luôn. Em chốt cho bà 52 triệu bà nào bỏ lỡ tí. Siêu to khổng lồ, giá yêu thương đông đầy, giá tại tiệm là 54. Con này ai tôi bị ai bơm tôi nè. Em chốt luôn cho 52 triệu. Đo cái bảng ngang nha. Đẹp lắm đó, chứ nhỏ nhỏ ba mấy bán được chứ năm mấy là bán tao nói không còn gì luôn. Đâu rồi cái thước đâu rồi. Bảng ngang gần 1/6, 1/7 đó chị. Bên hông em 5-6 hàng là đây nè. Nhận em từ 5 ly, 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. 52 triệu đẹp cho trời ơi mấy chị ơi.
Vĩnh Hồng đài hột đồ nè, tấm trắng tươi hàng VVS One cộng không nha mấy chị. Thôi bán 51.9 tiền bị ế, thôi nè 51.5 luôn đi. Trời ơi tụt xuống hoài mà cũng 50. Trời ơi 50 lỗ không có được. À chạy giá chơi hoài à, tôi giết chết à. Rồi không có ra bông nè mấy chị, đích đẩy nè. Gì ở đây? Nè. Bên đây lấy rồi kìa. Rồi nó vô đặt lại nha. Tố Quyên 51 nè. Là Kim Phụng 51 mã sao nè. Cari đặt lại 54.45 triệu nè. 52.42 triệu nè. 49.50 là 40 triệu nè. Ok la nè, khoan từ từ đợi tôi chút xíu. Tôi không có lời nữa bà ơi. Giá tem là đã sale 54 triệu. Bà nào chốt xong mà nó bơm hoài. Mà hôi ghê, chịu đựng. À, xiên xiên lấy đồ cho khách coi, cười cười đồ lên nha em. Trời ơi. Răng vàng như Mai Liên cũng cười giùm tao nha. Mai Liên định làm thanh sứ mấy chị ơi. Nhà dân tào lao gì cũng mấy chị ơi, dân bình thường không có mà vui quá ha, đi mua vàng làm với nhà mình vậy đó anh, sớm vui vẻ. Vài bữa đi sửa nhà xong cái em cho uống dừa bánh tre 7.000 trái, chứ đi mua sỉ 5.000 à, ngọt ngọt á. À mấy chị dây với mặt luôn em 18.500, em sell cho 18 năm tư tuần nước 26 triệu cho sinh viên á mẫu. Tố Quyên lụm đi Tố Quyên, bà kia đặt lại đi bạn kia, 53.9 khách chốt rồi đó, rồi sao bơm rồi còn cho đùng luôn, chầm hoàm luôn mấy chị, tấm trắng tươi đó, đặt cho chị là cái hãng này nè, đặt cái gì vậy nó công lên chê nó không nội ơi, 18 triệu dây với mặt giùm em, cái lắc hồi nãy nhận 4.5 được á, dễ thương cho 18 triệu, cái mặt không á chị mua 24 triệu chủ sòn 3.6 rồi cả nhà. Mua cái mặt không bớt bằng chị bán 17. Mai khoan, dòng trắng em đang đeo đi 49-50-51 chế 42 chế. Biết sao không chế? Trọng lượng nó hơi cái nặng hơn. Trọng lượng nặng hơn 5 phân. Nhiều khi có tùy chiếc mà về đợt sau nó nặng trọng lượng một chút. Chớ rồi xong thấy cái nhỏ này đẹp mà số ế kỳ cục quá trời. Ế kỳ cục hả? Ê lũng gì ơi. Ông hổng chạy giá 26 không bán nè, ế bán nè, gái lỡ thờ bán luôn nè. Trời trộ đẹp 26 triệu bán chiếc thôi được không mấy chị? 54 tuột nước 26 triệu đó Trang ơi, chứ Trang ơi nè. Mới về. Ồ đẹp chưa? Hai chiếc. Cầm cho đỡ quê chứ ba chiếc còn hay thinh ba chiếc ông nội ơi. Bị quê nè, Bến Hồng đài nè. Đó. Ủa 51 con vô Tú Quyên cho con. Tòi ra tới chưa kìa. Chưa kìa. Vô coi lại coi nè, 26 nè. Ồ bộ hộm cho giá tao bán bữa nay tới tao, tao bán nè, rồi không mua là dặn nha. Đó, mua đi đẹp lắm, anh hông bên trên nè. Halo đẹp lắm, nhận 4.5 tới 9 ly được luôn. Dây mặt tôi đang đeo 18 bông, lấy con dây bắn 17 cái mặt không. Đó, 26 Nguyễn Mai nè, đặt cọc bill 5 triệu, như bill sao đặt cọc 5 triệu mốt. Đó. À, 5 ly tư ơ, 2 giấy, 65 D 70 rồi, Nguyễn Mai 26 con chiếc. Bởi gì, ê, bởi gì đó. Rồi Mai Thảo Phạm 26 nè, còn chiếc này. À, bác gái em lại mặc dù đi. À, gắn 5 ly rưỡi quá tuyệt vời, chỉ có nghĩa nhỏ nhất là 4 ly rưỡi, lớn nhất là 9 ly. Rồi em hết em để sao người. Bắn lỗ bắn lẹ lắm mấy chị. Cái giống gì chứ bắn lỗ lì bắn lẹ lắm nha. À, không có tụt được nữa chị Dê Thẩm thôi. Tụt nữa là em đang muốn tụt dốc giật thẩm thôi. Rồi, à, dây với mặt 18 triệu luôn em nha, ưu tiên. Cái dây này nó có nắp tăng đưa ở đây, 3 nắp luôn này mấy chị, chứ không sáng chân. À, vừa vỏ vừa hột được cái vỏ không mấy chị, mua 15.500 chưa tính hột rồi. 26 triệu vừa bị chị yêu Giang Thái Thùy nè. Không có gì mà bán lỗ bán lẹ lắm. Rồi dây với mặt giùm em là cháy à, mày chịu ha? Hồng tao không, hồng tao im rồi đó. Thằng cái mới lớn có cầm ba má hồng, ba hồng về luôn à, quạng được chứ anh ơi, khủng xíu coi không sao. Chủ sòn 3 ly 9 hay là 3 ly 6 hay nè, con quỷ Mai Liên nó bắn tầm đem tàu lao đó nghe mấy chị. Xàm lắm đó. Ba ly 9 đúng rồi. Chốt giùm em này luôn mấy chị luôn, nhẫn với vỏ luôn 14.500. 14.500.000. 53.9 này tính là 51 đó, chị đặt lại đi bồi giờ Nguyễn Thu Sơn. Ông chụp có nãy thôi, con ơi, con ơi, con ơi. Con chụp 51 đi, đặt lên tuần đó con. Cô hãng nào con hỏi cô liền đi. 14 năm bà Đoàn Nguyễn Ngọc nè. Rồi cảm ơn nha, thank you so much.
money Việt Nam đồng 5 triệu, dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu, trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu giùm em xã đơn còn 2 triệu gửi. Chốt xong có hình có đơn xong mà không có đơn, 5 triệu đặt 5 triệu là 10 triệu, ok la. Em chuyển tiền rồi phải không? Chuyển tiền rồi bạn kia đặt lại. Bích Ngọc ơi chị bao giá cho Bích Ngọc. Thay vì phải đặt từ 5 chiếc trở lên mới có giá đó. Mai mốt em đặt lẻ 1 chiếc 2 chiếc nó không bớt em được tới 10% nhiều hơn vậy đâu. Mai mốt chiếc lẻ về từ 2 chiếc trở xuống là phải bán 53 đó. À, thương tôi đi Bích ơi, bà thương tôi. Trời trời bơm hai cổng luôn hả? Mười một triệu 500 đó gái. Dây dưới mặt luôn em 11.500.000. Dây mặt luôn em si trắng em tặng cái mặt không, mấy chị mua trên 18.500 rồi cả nhà. Em bán đầu có 11.500. 49 mới được Ngọc Bích ơi, thôi bớt là 500 cho bà vui vẻ 485 nghe Bích. Họ cái tướng đứng ngưỡng ngưỡng nha, cái tướng thiệt, cái tướng giả anh nền ai trời, cái tướng gì đãi vậy bà. Cái tướng giống tướng hút mỡ nha. 11.500. Nguyễn Mai ha. Ê con ơi, con Nguyễn Mai là cô lấy cái viên tụt nước con ơi. Cô lấy cái hộp tụt nước đó mày xin lên con mẫu ơi. Mẫu cho mẹ 54 tụt nước mày mẫu ơi. 26 triệu chứ cô Trang thấy thì luôn đi nghe con. Thì ơi bà có đơn đó thì ơi. À, rồi chốt luôn 26 chứ không có sự bị gì nữa nha. À, chốt cái nhẫn cho bà đó, nhẫn alo rẻ quá trời. 11.500. 11 năm. Bông em chủ 3 ly nè mấy chị. Bán tặng đôi này cho 5 triệu, hai cái viên này không có nhiêu tiền rồi. Si trắng được chị. Si trắng được. Hút mỡ xong ăn lại cũng mập y chang nha mấy chị ơi. Mà nó thèm á. Hút mỡ mới về đó, nó thèm có 1.000 món. Rồi chốt em 5 triệu. 5 triệu giùm em cho Trang Phụng Thanh đích đẩy nha Trang. Cái đích nó hơi lỏng á, Trang kêu nó bóp đích cho Trang nha. Tôi cặp tôi kéo nó ra lẹt lẹt mắt á. 5 triệu mới rồi. Mua bán với chị với mấy anh chị mà giao đồ em á. Em bán với khách em dễ quá trời. Mà mình bán sỉ cho em á, cái nào mình di du em lâu lâu á. Mình su cà na cho em được một vài món. Có anh chị kia chứ tính ra anh chị khôn. Thiệt. Lâu lâu cái em kêu anh chị bớt đi. Lâu lâu có một hai món anh chị không có cho em lỗ. À, giống như mình kiểu mình giống giao hữu. Nhưng mà nên làm giống ta mấy chị. Ví dụ như đắc ế gì, ví dụ như em vẫn còn đồ em vẫn phải lấy. Tại vì người ta chơi đẹp. Còn tự nhiên mình lâu lâu một hai món mà mình thẳng tay quá thấy không có tình cảm. Nó không có tình cảm. Ngay cả mấy chị biết không, bán sỉ cho em còn lời được 5-10%. Em bán lẻ đó em lời không tới 5%. Tính ra em cực quá mà sau này đầu về là em ôm không. Tính ra mà mua bán hay làm ngành nghề gì mà mình khó quá, mình không tình cảm ấy. Mình tình cảm tới lúc ế đi vắng đắt khách gì người ta nghĩ tình xưa nghĩ cũ. Người ta gán mấy chị. Còn á, lúc mình làm được thịnh được mình thẳng quá tới lúc khó mình đâu làm được. À, cho mình cộng với thung cho nên mấy chị gán thương em nha. Ờ có tiền không có tiền cũng chốt đơn đại đại đi. 54 tục nước không biết còn mấy viên nữa. Bán lén đem hết trơn rồi. Chị hết rồi đó, em mua 5463 đi mẫu. Mẫu ơi. Nói với anh kia hết rồi đó. Nhiều nhiều đi. Khó quá. Bạn nó mà cầm nhẹ muốn khủng lưng. Còn bao nhiêu hả? Nè 54 tụt nước nè. Em có được 5 viên nè mấy chị. Mới tin nha. 4 viên. Chút đơn mà lâu lên livestream gặp em nha. Mấy chị mà tại tiệm hay là mấy chị tại Long Xuyên hay tại đâu cũng vậy, lên livestream gặp em tất cả mọi vấn đề. Rồi 26 triệu tối nguyên viên nè con. Không phải đầu lướt đâu em bao cho. Đó. Cho mẹ nhìn cái hình con chụp coi con gái. 26 triệu Trang nha. À, Trang Trần Nguyễn Mai. Mắt hơi đuôi nha mấy chị. À, hơi đuôi nha. Nhưng mà đọc tin nhắn chồng mà nhắm mắt mở mắt là biết nhắn chi chân nha mấy chị. Đuôi cũng có lúc lắm. 26 Phạm Mai Na. Rồi hết 4 viên nha mấy bà. Sạch. 28.500 nước khác có 1 viên. Rồi 4 viên 26 em hết rồi. 28 triệu nước khác VH1 Bacillin hàng mới không phải là đồ lướt nha. Em về một lần một lố. Do anh nguyên xếp ha. 1750 là tôi lợi nha, em có 27.000 một gam một phút thôi, thương tôi. 26 em hết rồi, em còn 28.5 một viên nước khác. À, nước tri là 26, nước khác 28.5. Gửi hình gì em gửi hình qua đi. 28.5 ngu liên, em phải gửi hình rồi chị cho giá. Nếu em cảm thấy ok chị giá đó được, chị đẩy vô là chị chốt giá đó cho em.
nhưng mà chị không biết là còn hàng hay là không nha, tại vì nó không có số lượng nhiều như quần áo 28-5 dính hết rồi. Phạm Anna nó đã 26 đi Phạm Anna. Mọc 7-50 không bắt được. 7-50 là giá lai rồi, rồi thôi, tưởng đơn 7 làm giật mình. Giật mình. Ok, nó bị sót cái số 5. Chị lấy 26 đừng xả, đổi em dính đi. 4,5 nước ép 15 triệu dính hết rồi. 26 năm em sale 18 em sale thêm 20%. Mấy chị cứ tin em đi nghe, cái nào nói đẹp đẹp mấy chị cứ giữ mấy chị xài đi. Em không có làm trái lương tâm được mấy chị, em không có làm trái được. Cho nên hỏi trả lời thiệt. Nói bán bây giờ không có lời nhiều đâu. Cho nên mắt cái mang cái tội nó dốc mệt đó. Nha. Nhưng mà có nhiều khi mấy chị có những lúc có những ca nó dốc là buộc vô tình thôi. Hỏi em ơi chị mập không? Không có, chị không mập đâu. Thì cũng sẽ cho lại rồi đổ luôn. Chứ kiểu em ơi nhìn chị nhiêu tuổi, ví dụ như chị 38 đó có 28 tao đó cho vui. Chứ không là đó chị 42 kỳ. Ví dụ vậy. Nha. Rồi chốt. Con ơi 485 sửa lại cho gái đi. Kệ không sao. Em không có quan trọng số lượng, quan trọng chất lượng thôi. Còn 100 người cũng được, mấy bà yêu thương là được. Không sao, không sao. Nhẹ nhàng. 485 em chốt tình yêu Ngọc Bích. Vậy là em còn chiếc đó nghe, viên 26 tôi hết luôn rồi. Vậy con chốt thêm viên 26 cho tình yêu Hoàng Ý có chữ Apple đi. Rồi 26. Rồi 485 còn chiếc duy nhất. 285 đẹp chứ Ngô Liên nước hát cao hay nước chị. Đẹp, đẹp em mới lấy chứ 66 không chơi đâu. Rồi đôi bông này vừa bán vừa tặng 10 triệu. Đôi em đang đeo 14.500 chế ơi. Chị Hồ cô. Chị em nè, chị hỏi gì nha chị. 72 nước y 170 mà khách của bé Hằng đang đợi gì mà chiều nay ta ghé rồi. Nước y luôn bán có 170 thôi. Có gì bán cho người ta 169.900 đi Hằng ơi cho số đẹp Hằng. Chủ đang tặng hai viên nhân tạo. Em muốn ngủ nè hả? Ví dụ gì chơi? Sao tự nhiên ngủ? Cô lấy chim đi đánh lộn mà ngủ chứ không nói. Hay à. Ồ đẹp thế ghê chưa con. Đẹp dữ lắm. Tao đó, tao biết đó. 10 triệu dính hết. 14.500 em chú tình yêu Phương Lê. Có siêu nhân rau màu xanh. Ok chế. Đặt cọc 5 triệu cho lên dùm em. Cái nào mà dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu đủ ý đồ sò cũng vậy nha. Chưa chỉnh sửa ni lỗ đâu chưa đi. Đổi mẫu lỗ 500 chỉnh sửa ni rồi lỗ 800 dùm em. Hồi giọng em mà mới bảo con cái bê đê chuyển giới đó ông nội. Hai con cái nhau. Cái chị thì mua đồ nó là con gái. Con gái nó đẻ rồi. Còn nhỏ kia nó trời ơi giọng bê đê. Bê đê chuyển giới. Khen quá trời khen. 11.500 nó chốt chai đây. Ghi lê ha. Còn nó xiên màu trắng là bao đẹp. 11.500. Hai chị khen em quá trời khen. Trời ơi mấy chị ơi. Cái vỏ to đùng. Chị nào bao lâu uống nha. Đặt lại con này 38.500. Sale 29 triệu. Sale thêm với mấy chị 25%. Kèo quá ngon cho một cuộc tình nha. 21.500.000. Tại vì tùy viên mà. Viên này khác không giống mã số viên trước. Viên trước 345 em chốt cho chị yêu mê em mà đang đặt cái dòng 220 triệu rồi. Mẫu ơi. Cái dòng chờ cơ chị yêu nào đặt nhớ thôi Mẫu ơi. Cái chị yêu tròn tròn không chụp hình buổi chiều đó. Có chừng ta lên không có cái mẫu. Phạm Salin hả? Rồi đặt cọc 5 triệu cho Phạm Salin rồi. Thank you so much. Rồi. Kiếm tiền giùm tôi. Tôi hay đòi tiền chứ không trả cho tôi. Chứ ý mà không đặt ý mà đòi tiền gì mà còn bị bơm. Kiểu này nè mấy chị. Chiên nè mấy chị thấy không? Đâu phải bọc đâu công gỗ chân nè. Hỏi thiệt cũng bán được hai phần không gái? Ba phần nó trả lời ba phần đó chị ơi. 10 phần là giờ bị bơm 7 phần bán được 3 phần. Hồ ngô nhỏ gì đó để. Cầm gãy cái tay luôn mấy chị cũng bị khớp luôn á. Buồn chứ nhỉ? Chán quá. Tao nói hai trả lời lên 3 đó mấy chị. Quá trời sung sướng này. Rồi lại tới lại luôn vậy hoài đó hai gái. Tôi bớt bạn hả? Tính bà 354 triệu nha. Là tôi bán lỗ. Vì con này này mày đang cầm này chưa đúng không? Lẽ sao tình yêu luôn kiều nè. Có chán dồ giống tôi. Chán dồ không mình lắm nha. Hồi đó để chán dồ mình thấy mình cảm thấy mình hơi giống con khỉ. Chứ giờ mình tính ra là mình thấy sao tía mẹ mình đẻ mình ra. Tôi cảm thấy tía tôi đặt tôi cái gì cũng đẹp hết. 03. Đặt một số anh nghe nè. Nhà tôi chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi. Đặt cọc 5 triệu một lần không cần chuyển thêm. Khi nào đi hàng mà thu hộ trên 20 mới chuyển thêm.
Còn Thu ơi, duy nhất trắng này 48.500 bà. An Nhiên ơi, tôi chỉ có một cái số tài khoản duy nhất tôi gửi bà đó. Đừng chuyển thêm nha, chỉ đặt cọc duy nhất 5 triệu thôi. À, chuyển thêm không chuyển nha. Đặt 5 triệu là xong. 48.500 này gái. Nhận em đang đeo á chị. Trời ơi, 485 rẻ muốn chết. À, nước cao á chứ Trần Hân. Dạ có. Nước cao 54D 2 giấy 70. 63O 2 giấy 65. 63 nước ép. À, đẹp 2 giấy 165 triệu không đủ carat. Chỉ có 0.90 carat thôi, cũng chuẩn nhưng mà không đủ carat nha cả nhà. Là 166 ly 3, với lại 65 triệu là 5 ly 4 ha. Chứ biên 166 là nước ép 2 giấy. Rồi chiếc Phương Lê 485. Cái này nhận 5 ly 4 được, nhận 8 ly 1 được luôn. Vì có chị khách yêu em nhận 81 rồi, đẹp lắm. Rồi em không còn, chứ Nguyễn Mai còn có sự lựa chọn duy nhất là 26 triệu. Đại đi chị, được rồi. Vàng 98 cũng được, vàng 4 số 9 cũng được. À, đừng khó quá nha. Thằng chồng mập mập cũng được, ấm ấm cũng được, miễn dễ thương là được nha. Vòng tay 40 luôn đi mấy chị. Rồi em chốt chiếc này cho mấy chị, vừa bán vừa yêu mấy chị 20. À, 24 xem 20, 3 hàng 1 luôn em. Đặt lại con này bảo đảm là 28.500 nha mấy chị. Nhận từ 4 ly rưỡi cho tới 8 ly được luôn nha mấy bà. Chốt đơn cho 20, 3 hàng 1 đơn vậy đi. Rồi em lên giỏ chủ chung nè mấy chị. Chủ sòn 3 ly 3. Em chốt đơn giỏ hộp cho mấy chị luôn. Giá quá rẻ dùm em, con này bảo đảm không dưới giá 52 triệu nha. To đùng luôn, em chốt cho 40. Giỏ hộp luôn em. Quá rẻ cho một cuộc tình 20 cho tình yêu kim định. Ok nếu yêu 20. Rồi chốt 20. 40 mấy chị. Cái giỏ không mấy chị mua 41 triệu rồi. Chủ sòn 3 ly 3. Giỏ hộp chành bà cha ba lửa luôn em con này. Ở đâu mà ra mấy bà mua 40 triệu, con này có là em đền mấy bà. Con ly coffee sữa bàn số 1 của chú Di. 52, 9, 52, 5. Cái giỏ không 41 triệu rồi cả nha. Lụm ngon và lụm lẹ, lụm nhanh luôn em, nhìn lòng trong nè. Đít bông to nè, dắt lòng dày nha, cầm nặng trì luôn. À, tấm trắng tươi luôn, hàng VV Xuân. Chủ sòn 3 ly 3 luôn em, nguyên đôi 40. Dạ chị, không thấy trời ơi. Câu này chị nghe chứ chị không? Chủ tiệm thấy cưng, vừa đẹp vừa giàu vừa lịch sự hơn cả chị dài. Thanh Kiều số mắt chế I love you nha. Trời ơi, khen khen lâu lâu cũng đọc lên với mấy chị. Chị đưa tiền mặt chị, chuyển đưa tiền mặt chị, chuyển tiền. Chút xíu được. Gấp không? Dạ, dạ. Ờ, thôi nha. Ờ, đâu này mấy chị, chủ sòn 3 ly mấy luôn nha mấy chị, 36 á. 136238. Rồi rồi, họt cái lẻ lên em nè. Cẩm Nhung đẹp ghẻ nè. Giọng đang đeo bán 40 luôn chị Mộng Châu ơi. Ni 50 ơi chị Mộng Châu. À. Trời ơi, đôi bông này bán 16 triệu, giá giật mình té xỉu bên bờ đê. Chủ sòn 1 là 3 ly 6, 2 là 3 ly 8, ghép nha nè. Không thấy cháu bên hông, gớt chiếc đây con siêu lụm nha. 16 triệu, nhanh còn chậm mắt giùm em, đặt lại đôi này 31.2. Nghiêm qua qua nghiêm, ok la la, rồi cho 5 triệu. 16 cũng đặt cọc 5 triệu luôn nha. Rồi 5 triệu giùm em, giờ 52 chứ đặt lại giùm em. 52 chế đặt lại. Hôm nay em chốt cái dòng cho mấy chị luôn, giá giật mình luôn nè. Trời ơi vậy hả, trời ơi. Sợ mới rất quả may nè. Nhận giùm em tổng 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2. Em chốt cái dòng cho mấy chị luôn 63 triệu. Xả 40. Ờ à, rồi xả 40. Chị em like rồi, chị về giùm em đi, em like nha chị, cái này 4 tấc nha chị. Với lại em có gửi chị 20 mấy mẫu ở bên đó đó, chị cứ về giùm em đi, rồi chị cho em xin cái giá đi, rồi chị hãy về, chị đi cho nó giùm em á. Rồi 63 triệu, ồ rẻ. Anna Nguyễn, 16 triệu để má sao hả, để sao cho bà Diễm Ngọc đi. Gặp ai làm sau đó không cảm em nha. Cái gì vậy? Cảm ơn, đang chốt đất quá, để từ từ. Đây đây này nè, rồi trời, định lấy cái này lau mặt luôn rồi gầu cho luôn rồi. À, ê chị Đoàn cái Ngọc xã Nhẫn 14 năm kìa, chủ sòn luôn kìa. 61 ha, 83 bán rồi chị ơi.
ha, chị cho em xin giá lên trên nó khoảng khoảng đó, em không cần chính xác ha. À, rồi cái giá là chị chưa giảm em á. Đầu cái ngọc xả 45 kìa mấy chị. $11,500 chị ghi lê xả lấy cái bánh. Rồi chuẩn bị đi, để chờ miếng giấy này lại đi con. Sạch thêm miếng miếng chứ thôi đừng tốn giấy. Chị Sáu chiều để chị Diễm Ngọc sao rồi. Sao ní? Ní này nhiều khi mấy bạn hiếp tôi quá, bà bớt quá, ní này bực bội lắm nha. Mèo nó hơi kệ đi cha ơi, mùa này còn có khách đen hiếp là vui rồi. Đó. Có nhiều người ta ế ta bán không được. Không lời nhiều thì cũng lời ít, mà không lời thì kiếm sao lời. Còn không lời của chị nữa, mai mốt chị chỉ dòng họ bà con, anh chị em, chú bác, bạn gì chú thím. Có mua còn không chỉ thôi nha. Đừng đâu. Uống gì nè hả? Ờ uống lâm bệnh với mẹ. Ờ thôi uống đi, cái chống nắng thì uống đi. Uống được rồi, những thuốc đó nãy giờ lâu rồi mà. Ở cái trà này qua uống không có đĩa hết trơn, nhỏ này trà nhỏ này mới đĩa nè. Sao kỳ vậy, sao vừa em quá không hả ba? Như hả? Cậu kia uống quặn quặn chạy vậy không kịp, hôm nay xuống bình thường nha, sao thấy làm như nước lạnh không à? Chưa kịp ra trà hay gì á? Thôi gì ăn gì ạ? Chút xíu đi con hết nè. Năm ai chịu ai rồi? Đồng hồ. Ê coi chừng bị giả nha. Con ơi con vô trả lời tình yêu thanh niên trần, cái đó là giả rồi đó. Tự nhiên em thấy có hai cái nít hình của chị, là có một nít thiệt một nít giả. Em ơi, chị đang gửi cho em ba cái hình dấu chấm hỏi là nít thiệt đó. Còn em có một người nào mà nhắn tin cho em kêu chuyện nữa là giả nha. À. Rồi, em đừng chuyển nữa em ơi. Xin thẩm mỹ thì bà làm cái gì chị? Bà hút mỡ hay bà làm gì? Bà cắt mắt hay bà sửa mũi hay bà làm gì hay bà tiêm? Tôi không có lấy tiền ai nha. Giống như cái vụ mà TV mà nó làm chân mày em nha mấy chị. Không bớt 1.000, 5 triệu rưỡi là 5 triệu rưỡi nha cả nhà. Cho nên là em không có vấn đề là em lấy tiền quảng cáo của ai hết. Cho nên hỏi thì em sẽ trả lời thiệt nha. Cái gì vậy? Đồ cũ. Xấu gì hả? À? Mua đâu hả? Xíu em trộn gì đến thôi trời. Da mặt em tiêm mỡ 196 lê lai goxy là em tiêm bắp. Với em tiêm trẻ quá thôi. Giọng đang đeo 55 chứ đặt lại em 45 triệu. Dạ bông ấy chế rồi đem lên dạ bông. Em không có tiền marketing nhiều của ai hết trơn nha. Cho nên mấy chị thông em không có không ai tặng em ngàn nào hết nha, tự em trải nghiệm rồi tự em làm nha, chứ không có. Em muốn tặng em cũng không chấp nhận nha, tại vì mình biết ta làm được không mà lấy tiền ta kỳ lắm. Rồi em chốt cái lắc cho mấy chị lắc sòn nè, 33.500.000. Rồi mấy chị 5-6-7 miếng ghép với hai cái hộp. Đó. Thì tiêm cái đó em cũng đừng nghĩ là nó sẽ trắng da hay là đẹp da hay gì, chứ nó chỉ có mọng nước một chút thôi. Giống như nhiều khi da mình nó bị thiếu nước thì nó tiêm bắp mình nó chỉ có nước căng căng thôi, mà tiêm 1-2 lần cũng chưa thấy gì hết. Có lần thứ 3 vậy đó thì mới có được. 31.500.000 này để sao cô Trâm Dư nó cô đầu tiên có chuyển vô không? À, con trả lời bạn nào đẩy dấu hỏi vô đó cô chừng bạn bị gạt tội nghiệp bạn nghe, đặt cọc 5 triệu thôi. Ai kêu chuyển thêm là nít giả nha. 33.500.000 giùm em cái lắc tay. Nè. Trời ơi đẹp xỉu luôn em mấy chị. Nhìn kỹ trên đây nè mấy chị, đó là hột dưa, 4 viên hột dưa nha. Mình nhìn xa tưởng nó làm cái vòng. Nhưng mà thật sự đó là cái lắc nha. À, thật sự là mấy chị có tiêm, có chích, có làm mái nó có gì đi chăng nữa mấy chị vẫn phải chăm da buổi tối. Vẫn phải chăm. Chứ không ai nói là chị Sa Chi mua bông tai ở tiệm rồi giờ đặt lại không dinh. Không, nó giả đó, đừng nói chuyện nó cứ thanh nhiên rằng nó đang nói với em vậy để em cho chuyển thêm nó xạo nó đó. À, đâu có khách trang được, chốt trên like mình đã có đơn là mình đã có hình rồi. Con vô trả lời thanh nhiên trần nha con. Mà cái đầm màu hồng của chừng bạn bị gạt bây giờ nè.
đừng chị, đừng có có chuyển tiền gì nghe cưng ơi, đặt cọc một lần duy nhất 5 triệu thôi là xong rồi, không có đặt gì nữa trơn á, yêu nghiệt nó đó. Ai mà kêu em mà nói chuyện khoản đủ mới đi hàng hay là bán người khác là giả nha, nhân viên chị mà nói chuyện kiểu đó là chị giả vô trong mặt nó nghe trời Phật ơi. 4 ly 2, 4 ly 3 luôn con này, 40 triệu 500, em vừa bán vừa yêu mấy chị 4 ly mấy luôn nè, em sell cho 32 triệu. Ờ cái giỏ không á chị trên 30 rồi cả nha, chủ sòn 4 ly 2, 4 ly 3 luôn á. À, em chốt đơn mấy chị là 32 triệu, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 giùm em nha, giỏ hộp luôn em đẹp xỉu, 4 ly mấy, gần 4 ly rưỡi, chưa tới 4 ly rưỡi. Vô trả lời chị đi, con có nít giả đó chứ chị đừng trả lời nữa. À, 40 triệu gái ơi, 49, 50, 51 tình yêu ADC Trần ơi, thu đọc tiếng Anh không có được nội ơi nè, dắt lòng luôn nghe mấy chị, 32 triệu, chủ sòn 4 ly 2, 4 ly 3, 32 triệu, khóa bật các bạn đẹp quá, con quay bán cái con quay bán cái rồi lên cho nhẫn sale cái này mấy chị sale rẻ nè. Hôm qua ai hỏi em chiếc nhẫn này 24 chút chưa đó, chiếc nhẫn này giá trên 50 triệu nha mấy chị, xung quanh nó tấm 3 ly, mà tấm 3 ly này nó không phải là trắng quá, nó không phải là VS mà nó chỉ dạng SA thôi, giống như là tấm tầm khoảng trung bình khá thôi. Rồi hôm qua chị nào hỏi em ơi chiếc nhẫn 24 còn không ha, dạ em đang bị bơm ra đây. À, con này giá ban đầu trên 50 triệu, nhẫn 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 giùm em nha, hộp 2 ly 7 chị AK ơi. Nít giả mấy chị không chuyển khoản rồi nó sẽ dùng lời lẽ cực kỳ khó nghe, mà nhiều khi nó còn chửi thề nữa nha, nó còn nói tầm bậy tầm bạ cái phụ khoa này kia đủ các kiểu. Nhân viên em không có, nhân viên em chị nó có làm chậm thôi. À, nhưng mà nói chuyện không không có dám sổ sàng đâu. À, Trang á, bớt 3 500, bớt 31 năm đi chứ. 24 triệu này chế ơi, trời ơi, năm gần cái chục viên 3 ly mấy này bao nhiêu tiền rồi mấy chị mà mua đầu hai, nó còn rẻ hơn chiếc nhẫn hộp bạch kim thường đó, chủ đang tặng nhân tạo chị. 24 triệu. Vậy tăng được cắt, dạ cắt được chị Phượng Nguyễn, cắt được cắt được chị, mai mốt mấy chị có nói mắc tăng đưa mấy chị kêu nó là cho chị biết là chiều dài bao nhiêu phân để nó nói tào lao nha mấy chị, có nhiều cái em nhìn thấy nó vô duyên dữ lắm cái mấy chị. Rồi chị Chi Phạm này, lụm chị Chi Phạm này, tại bị bơm mấy 23 năm chị Chi Phạm này, nhỏ những sòn rẻ 23 năm Chi Phạm này. Không được luôn, 31 bà lấy không gái. Ồ chị duy nhất một cái trang này thôi, em mua nhiều là 31 đó, tội nghiệp chị, em mới thương chị chứ, em mới thương chị chứ. Thằng ơi cứu chị ơi, đẹp gái rồi mày mắc cái, trời ơi chiếc cái nặng mặt này sòn ta nữa chị, giá trên 20 triệu em sale 16 triệu, bây giờ em chốt cái mặt này với bà giá vô vàng mây thiên, em bán với bà luôn 13 triệu 900 nghìn, 13 triệu 900, chủ đang tặng nhân tạo này lòng trong chắc lòng luôn em nè. Trời ơi đó, nó hay lắm mấy chị ơi, thường thường tụi mà lừa gạt lừa đảo với lại giấu trá nói chuyện hay lắm. Hôm em đi mua túi cũng vậy á, nó nói chuyện y như thiệt, mình đặt cọc cho chị Nhi rồi xong cái một hai nó nói là bây giờ tiền nhiều quá này kia kia nọ mấy ổng để ý này kia đủ các kiểu á, xong cái nó kêu là bây giờ chuyển cho chồng nó đi, chuyển 50 triệu cho chồng nó, xong tại vì ngày mai nó bay đi Úc rồi, mình cũng tưởng thiệt mình còn láo ngáo mình định chuyển nó, xong cái mà mấy chị mới không, cái live stream vàng á nó còn để số tài khoản trên đây cho mấy chị coi lại, còn những người ta bán túi á live xong người ta xóa mất mẹ rồi, đi kiếm một cái đi vô cái trang đó để kiếm cái số tài khoản mặt trên đây cực kỳ là khó, tại vì họ like xong họ xóa rồi. À, mấy người mà like túi với quần áo với này này kia cái nọ like xong họ xóa mẹ cái trang, cái số tài khoản mình đi kiếm không có mấy chị, là mà nó nói chuyện xong cái nó còn nói mình trời ơi em ơi mua cái túi có bao nhiêu tiền đâu, em biết là chị bay phải bán tiền tỷ này kia kia nọ, à, em mua có bao nhiêu tiền đâu mà em lại nghi ngờ khó này kia kia nọ, mình nói trời sao chị này chuyện kỳ vậy trời, dù là mua bao nhiêu tiền mình cũng tưởng nó bà nói thiệt, ai ngờ nó nít giả mấy chị. Cái chồng em nói không có chuyện nha, ban đầu đặt cọc số nào thì bây giờ chuyển số đó thôi, lòng vòng đi kiếm một chút xíu nó có cái số tài khoản của chị, nó làm hay lắm. 13 triệu 500, 13 triệu 500 nghìn giùm em, có giỏ mặt sòn này chủ đang tặng viên 5 ly 4 nha, ở đâu ra mấy chị, sòn nó giỏ sòn nó to đùng nó 13 triệu 500. À, em like đây em còn để lên số tài khoản với mấy người like túi người ta xóa tài xóa trơn người ta không để, nó khổ vậy đó. Con hai này xả hả, tao buồn cái đời tao quá. 13 triệu 500 mà trăm giỏi với Tina nè, bán lỗ cho nên để sao người nha,
đi kiếm một số tài khoản, mấy chị túi vất vả lắm, mấy chị không để số tài khoản, cũng không đâu có để cái like này đâu. Rồi em chốt với chị luôn, em 14 triệu nhẫn này, chủ sòn 309. Trời, cái hộp không mấy chị mua giá này rồi, cái giỏ mua không giá này rồi mấy chị. À, em hết nè. Xả cái nhẫn halo 26 đó con. À, rồi nhẫn halo con đừng lấy ra, tại nãy có chút dư cho chị Trang Thái Thùy. 14 triệu sang tầng, bán vào 13 triệu 999 ngàn cho số đẹp. Lắc 33 còn kìa Trang ơi, 33 năm tính 33 nha Trang. Bị ế. Bị ế Trang ơi. Bị ế tự vui vẻ. Chị biết ai nói em là người không sang không? Dạ chị Hiếu. Chị Hiếu em khen em không có sang. Chị Hiếu em vậy đó. Đây, lần yêu bé nhỏ. Lụm giùm chị đi, thank you so much. Nè, cảm ơn mà không mua là buồn lắm ạ. À. Ê, đôi bông 31 triệu 500 cho Kiều Tiên xã con chú coi Trâm Dương không con? 315 kìa, đôi bông chị xã gần gần đó chị. Ok ok nè, con chú xíu tặng áo cho Ngọc Bích đây, chắc rồi tặng chú mấy chị vô vậy, mấy chị dãy giùm nữa nè nha. Chúc cho ở Trần đi về. Ừ. Rồi. Đó, đẹp xuất sắc giùm em chưa? Ăn quen rồi chị, em ăn táo với em quen rồi. Má sao tình yêu Tina. 33 đẹp á, 33. Em ăn với em quen à, bình thường. Cho nên mấy chị hỏi em á, sao mà bị bơm mà vui. Bình thường. Dạ, với em quen rồi mấy chị. Cũng kiểu ta giống như là cười ra nước mắt đó. Cười ra nước mắt đó em nội. Dạ, xe chị Ron còn tan đó chị. Dạ, ok chị. Có đôi bông mà đẹp quá nè chị gái. Em gái miệng quê. Ê, cái là dòng này. Đây còn bông tim nha, còn đen không ạ? Định đi trái tim nữa hả? Không có sắc tay không ạ? Trời ơi, mới ra đẹp trái tim nữa. Có hộp mà mùa đẹp trái tim. Nhà có bao trái tim sắc tay nè. Sáng hôn 23 năm để chi chuyển chưa con? Con để sao 23 năm tình yêu ha. Những cứ mà đời cho ông Hiếu đây những trái tim. Trời ơi, tự nhiên số tài khoản 24, 27 bà chuyển cái gì nha trời. Bà Gia Huy này khách có 15 năm về trước rồi. Ở còn bị gạt 5 triệu nữa thôi thôi. Hết đi đường mà nói. À. Có một số duy nhất chứ có mấy số đâu. Vừa bán nhiều nè, 31 triệu em sale cho 25 triệu. Chủ sòn 36, cái vỏ công 25 triệu rồi mấy chị. Dòng ngắn hả chị, đổi lỗ 15 bán lỗ 20. Trong tháng thì đổi lỗ 10 bán lỗ 20, qua tháng thì 15-20. À, sòn luôn 36 trắng tươi từ tươi nha, hôm nay với nước ép nha mấy chị. 25 triệu, quá rẻ luôn, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 men. Cái chương trình 10-15 thì suốt cuộc đời vẫn là như vậy. À, công ty tôi không có công ty gì đâu bà, tôi có một số duy nhất thôi, có chừng mà bị gạt nha. Trời ơi, để trình ảnh trên đây nè, công ty con bổng gì. 25 triệu dùm em bông này. Toàn luôn em 25, toàn tem nữa chứ. Tao nói đi nó lại hoài, số tài khoản 24, 27. À, chỉ có một trang này like thôi. Tự nhiên có trang này đẩy inbox vô rồi, mà tự nhiên có trang khác nhắn là mình biết mình giả rồi. Rồi nộp công an đi, thương nó đi chứ bây giờ em biết làm sao. À, 25 triệu tình yêu Thanh Hà. Khách quen quá mà để mất 5 triệu. À, đã nói lừa lừa gạt nít giả, nó nói chuyện rất là ấy. Cái chị Phạm Salin mãi 21 năm nãy có để chị sao đó con. Con gái không ấy trả ra. Đâu này gần 50 triệu này chế. Chế lấy đi em bớt chỉ còn 40. Chủ sòn 39, 4 ly. Ờ à, lại tiệm đi có tôi nhà tôi sell chứ. Rồi sell láng. Còn lại tiệm không có tôi ở nhà. Mấy bà mua xong kêu nó điện điện cho tôi. Kêu mẫu nó nhắn tin điện thoại cho em được mới chị. Bà nhắn tin ai đầu độc. Em có điện thoại gì chưa chắc ta nghe nó. Rồi nó nhắn tin nó đâu ra. Rồi tới lúc tôi coi là bà đi về mất tiêu. Nó không có giỏ không, mấy chị đặt lại là 42 triệu rồi cả nhà. Ở trên nó là vuông emerald 3 hàng đó. Đẹp xỉu giùm em chưa. Chốt đơn mấy chị 40. À, 49 xe còn 40. 54 biết còn không, 54 tuần nước nãy chốt 56 viên hết trơn còn nữa không mẫu. Này chế, tay lắm chế ơi, chế ơi nè, chế nhìn em nè. Chế listen to me, đó, à, không biết tiếng Anh là gì luôn nè. À, dày mò luôn, chế tay to luôn em. Dây 10 gram vừa không vừa, dây mì hay dây sắn? Cái mặt đó bà đeo dây mì, dây bi đồ đẹp, dây sắn thì không đẹp lắm đó. Rồi cho mẹ em này. Ê mày thương tao ơi, ê ê.
Thương tôi qua đây mình căng cho dễ đâu, mới che che mới lạnh tao được. Thương đi gái, I love you. 40 tình yêu Nguyễn Nhân, thương tôi đi bà. Tôi bị kiến, bị tôi kỵ cái tiếng điện thoại, hai người điện thoại cho nheo, tôi bị kỵ. Không không phải điệu, tự nhiên nghe là đậu nổi nổi chỉ lên liền. Em ơi, cái gì em cũng không bị kỵ mấy chị. Mắng vốn mắng ngơ này kia kia nọ hay là đi thẩm mỹ thì hai người điện nhau mở cái lo lớn là em chịu không nổi. 40 hết là chịu tiếc lon ơi. Rồi bà đứng mà nhìn tôi hoài luôn à. Màu đẹp lắm hay gì em nội. Đứng nhìn làm như sai đắm, trời ơi. Rồi nguyên đôi bông ghép này chốt đơn cho 13.500.000. Lời 500.000 bạc đó, vui vẻ. 13.500.000 em nguyên đôi bông ghép sờ 13 năm. Trời ơi, hù đi ngủ của nó ông nội ơi. Trả giá gì lần 2 triệu. Rồi nó không bán đi ngủ nữa. Nó còn không chứ. Ủa đôi bông nó đâu rồi, đâu biết. Nó có dục đôi bông 31 triệu ba con. Nè lụm cho 30. Dạ, yeah, to hơn xíu thôi chứ. Rồi đem nắng cho nó to. Đợi em chút. 4 ly 2, 4 ly 3 nghe 1, 4, 3, 2, 4, 2. Đó đó, mình nói cho nó chính xác. Tại em không có chịu nói tùm lum la. Dòng đang đeo 49.50 nè chế, 40 triệu. 13.500 Dung Hà Hà nè. Ngồi trên xe hơi nè. Đó, à, dữ vậy đó. Ni lớn đang đeo mấy chị đặt lại giùm em. 13 năm em hết. Rồi hai nhẫn nó giùm em. 318 nè. Sale 225 nè. Rồi em chốt một chiếc 20. Chị nào bỏ lỡ tiết giùm em nha. Nhận 4.5463 luôn, em 72 được luôn. Em chốt cho chiếc 30, chiếc 20. 54 có nè. Mẹ không tưởng cho mẹ bay đi. 6 ly 8 đầu, cặp đầu 68 đuôi 69 nha. Đầu là Lộc Phát, đuôi là Lộc Vĩnh Cửu. Người Trung Hoa rất là thích cái này. 1K26. 7 ly 2 nước y em còn đang viên nè mấy chị. Viên này ninh luôn nha. Em chốt cho 169. Chưa chưa từ từ nè em còn nè, em bán hết luôn đi. Ngàn nó xin bán tiệm nó có đâu xin nó hết rồi. À, rồi đem lên cho mấy chị. Viên 6, viên 68, viên 69. 20 bánh phi nè. Trong đây có chiếc ni bự, chiếc ni nhỏ. Con lấy chiếc ni bự cho bánh phi nha. Ni nhỏ cho Nguyễn Hằng nè. Cô không có nói chung hai chiếc thì cũng cỡ ni 12, 13 tao cũng hơi xàm tao. Y gan không nói ơi. Lấy nào lấy, ngẫu nhiên thiên lý nè. 20 bắn vui lắm rồi. À 7 ly 2 nước y 169 nè. Cô Hằng y bên này nâng luôn nha, bên này nâng luôn nha. Hai chuột Nguyễn Hằng. Chị ơi xả đâu bông 10 triệu xả uống nha. Rồi Hoa Nghiêm xả 10 triệu bán cho 9 triệu 9 nè. Đó, chơi vậy đó. Chơi giang hồ tao sợ mình mấy chị. Rồi 7 ly 2 mới về trắng tưởi từ tươi, nanh luôn, 169. Lấy viên này cho mấy chị coi nha. Mua đại đi mấy chị chụp chụp là mấy chị thua nè, cho coi nè. Cho coi màu nè. Tùy cái cục đá, trắng tươi. Trắng tưới tươi tươi. Đặt cọc 5 triệu đi, đặt cọc 2 triệu hoài đơn. Chốt đơn dưới 10 triệu mới đặt 2 triệu. Trên 10 triệu là đặt cọc giùm em là 5 triệu. À, Fine. Fine Million Việt Nam. À, 169 đồ mới mới đồ lướt đó. Chị Dung Hà Hà xã 13 năm. Em bị chóng mặt rồi 13 năm em. Cái chị thấy đồ có lấy không lấy lại. Vừa bà làm đi được bà. Chị Hà Lý ơi chị lấy luôn không hay là chị Maria nè. Em còn có ông Viên à. Còn Viên kia chị cái nào chiều nay khách của Hằng không lấy thì em mới còn nữa. Lỡ hứa với người ta đợi người ta đi từ xa rồi chiều nay người ta không ghé thì lấy lại nghe bà. Tôi lấy lại nghe bạn ăn. Nào nói trước à. Rồi 5 ly 4 ha. Nè 9 triệu 9 nè. Nè 10 triệu bằng 9 triệu 9 nè. Sao tao chốt qua đây rồi mày xả qua kia hoài vậy ông nội. Em chốt qua đây nó thọt con đường ở bên hông hoài vậy. 9 triệu 9. Dòng em đang đeo 40. Em để sau Tiết Long cái mã của chị Tiết Như đó. 40 cái đôi bông toàn ten đi con. Rồi chụp cho tình yêu Ma Dung Ma đi hả. 169 viên này đẹp lắm cha ơi. À, đâu rồi cầm lộn giấy rồi đâu rồi. 169 nước y nè. Anh như cá rưỡi không con. Rồi chụp cho con Hà Liến nè. Rồi chị nào chuyển trước 10 triệu hay 5 triệu chứ đó có đơn nè. Rồi chụp nhắn 20 em hết rồi. 9 triệu 9 em hết luôn. Đặt cọc 5 triệu cho anh Hà ơi. Thông cảm. Rồi nữa trừ cho em tôi đi. Các bạn thông cảm tôi đi. Tôi nghiệp tôi còn ghé tiệm 10 ngày thôi.
con mẫu để cho ngoài ba hang gử mới ghé trò trò luôn mẹ. Đúng rồi em à, rồi một viên 6-8 một viên 6-9 luôn dùm em. Chưa làm tem được cái gì luôn á chị, mà người Trung Hoa người ta rất là thích nha. À, đầu 6-8 đuôi 6-9 vì họ đeo phong thủy nữa chị. Đầu lọc phát, đuôi là lọc vĩnh cửu, vừa phát vừa vĩnh cửu dùm em. Viên này em chốt với chị 108 triệu, 1K26 cũng trắng tươi luôn, nhịn màu nha. Tại vì mấy cái hàng này em mua mà sau này mấy chị có đổi em cũng ôm mà, cho nên em không có bao giờ ẩu được mấy chị. Em phải lấy tục nữa mà em phải lựa màu trắng em mới lấy nữa đó. Em thấy ghê chưa? Nè đó, đẹp giả mang luôn mà em. Con chụp 169 cho ba chị. Chị nào chuyển trước chị đó có đơn nữa, chú có dãy em nha. Ta bán 180 mấy triệu mà không có được đức y đâu mấy chị. Ta bán 188 thôi, nó chính là giá cao lắm. 108 giùm em, đầu 68 đuôi 69. Rồi em chốt cho 108 mình yêu liên phạm nè, không lấy 2 viên 4.5 đúng không? Rồi vậy là chị Hà Liên chốt 169 rồi nha, 22 chị chưa có chụp con mà chốt. Rồi, 5 triệu đi bạn già ơi. Ok nha bạn già, bạn già là bạn thân quá chơi mấy chị già nha. Còn 108 bạn kia chuyển là cộng 5 triệu tôi đi. Nè 108 hết nè, 169 hết luôn nè. Rồi 13 triệu 500 luôn luôn 13 nè. Kim Phú để sao cho 168 nè, à, gì? Đổi là lỗ đó, hộp mấy chị đổi là mấy chị lỗ 200, dù đi không đi cũng vậy nha, nào nói trước à. À là ban đầu mình nói với đi mấy chị cho đó. Vậy là chốt Kim Phú nha với Hiền Sinh. Rồi vậy là lại gì vậy? Không không lấy 108 đúng không? Rồi vậy xã nha, tình yêu liên phạm. Vậy là chốt lên 108 cho Kim Phú với Hiền Sinh nè. 108 Kim Phú trước nè, chị Hiền Sinh kế bên nè. Trời số đẹp lắm mà đồ mới, không phải là em bán đồ sale đồ lướt cho nó mấy chị. Rồi dính hết rồi. Trời chị bấm xả luôn rồi, em ghi sai rồi, chị bấm luôn rồi. Sorry em nha, giờ chỉ còn để sao thôi. Lòng vòng quá nè mấy chị. Lòng vòng là cái bù đó. 169 em còn nghe, chị nào lấy em bán cho Duyên nó 168 nha mấy chị. Chị Dung Maria, chị Minh Phạm giùm em á. Vinh lỡ bấm rồi, Vinh lỡ chốt lại cho chị kia rồi, giờ em phải đợi chút xíu thôi. Rồi em ghi dạ xả cho chị, tưởng em xả rồi. Rồi con nách kỹ đi con. Chị đầu tiên là chị yêu Kim Phú đó, đặt cọc 5 triệu chưa? Không đặt cọc thì con chốt với chị yêu Liên Phạm với chị yêu kia ha. Rồi 13 triệu giùm em này. Rồi con chụp 169 là bán lại còn 168 đó con. Rồi cho vui vậy. Không cảm chị đọc ngay câu rõ của em rồi. Rồi 13 triệu giùm em đâu này giùm em 13. 13 triệu giùm em nguyên đôi bông ghép sò 13 triệu. Đẹp quá trời luôn. Dây này giùm em chốt cho mấy chị 8 triệu rưỡi. Dây dưới mặt luôn em 8 triệu 500 ngàn. 13 triệu cho tình yêu thiện nhiên. Chị mới bắt 500 mà đừng bắt nữa em. Chị kia chị xả rồi đó, chị nói rồi chốt cái thiện nhiên rồi. Đó, tội nghiệp. Còn dây dưới mặt sòn giùm em 8 triệu rưỡi si trắng được luôn. Dạ có chị mã sao chị không cần xả đâu chị Tina ơi. Chị mã sao chị không cần xả đâu. Mã đầu tiên hả xả giùm em thì mã sao không? Lấy thôi không sao. Rồi em chốt cho 8 triệu 500 ngàn. À, Lê Na Lê ha. À, Lê Na Lê. Vậy là 108 triệu là con coi chị yêu Hiền Sinh với lại bạn kia đó. Ai chỉ là cộng 5 triệu nhanh thì con bán cho người đó. Tại vì chốt mã sau cùng thời gian mà. Hiền Sinh với chị yêu Hiền Phạm á. Chị nào chuyển bill nhanh thì ấy con mình chuyển lại. Rồi em chốt cho 8 triệu 500. Rồi Vinh hết bông luôn chủ ha. Dạo đang đeo 40 với chị Hà nè, ni 49-50-51 đó chị Hà. Trời ơi. Rồi em chốt cho 8 triệu rưỡi. Nana Lê trên đây thấy mà trong T-Bot thì không thấy. Rồi thấy nè. 13 triệu 500 em chốt cho chị kia đầu tiên. Mình mã sao mình không cần xả cũng được, mã sao không lấy cũng được. Rồi 8 triệu 500 nghìn. Rồi bây giờ mình chốt đơn. Đặt cọc em 2 triệu trở lên đi, năn nỉ đặt cọc chị hoài. Rồi có ra bông này mấy chị 27 củ nè, học em rồi 2.5 ly 8 ly 6 ly 7 nha. Rồi em chốt mấy chị 20 triệu 500 ngàn giùm em đôi này. Trời ơi mấy chị, chỉ có đầu hai thôi. À, 10 viên em rồi 2.5 ly, mẫu cực kỳ siêu đẹp lòng trong luôn em nè, đó đó quá đẹp da sao không chị. Học tới 2 ly
học cái 2 ly 7, 2 ly 8 đó chị. Nhận giùm em 3 ly 6, 3 ly 9, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3. Nhận được tới 7 ly 2 luôn nha. 20.500. Đẹp rẻ bàng hoàng luôn em, 20.500. Kè ngon nó đẹp nha chị ơi. Nó đẹp mà nó xuất sắc luôn. Uy tín của người lính. 20.500, múa đâu có cái này em đền. 271. Ô con ơi, con xả cái này hả? Ờ em bán lỗ lắm nha, em chốt cho 7 triệu đừng xả nữa là sẽ lần thứ 5 nhìn chóng mặt rồi đó. Em bán cho mấy chị nguyên đôi bông sòn này 7 triệu. Này chị, cho lấy màu nào chị? Cái này em đáng lẽ màu trắng nó phải bông bông hai đó, em bán chung luôn đó, 40. Màu trắng à, cô 7 triệu. Dạ tổng ten chưa có ha chị, nhầm bữa. Nhầm bữa. 7 triệu cho tình yêu tiểu bảo nữa. À. Rồi đặt cọc giùm em 5 triệu gì đi. Sòn đó mấy chị. Rồi sao ơi, tình yêu Phạm Anna. Em hết. Ờ em có chiếc nhẫn này nữa chị. Đẹp rẻ em có 1 cặp. Em không tưởng tượng mà bên hông nó luôn tầng chủ là 3 tầng, bên hông đai 3 tầng, hộp em ở rồi 2 ly rưỡi tấm tròn, 1 ly 9, 2 ly. Em bán cho 27 triệu một chiếc, em đang có 1 cặp. Chị nào bỏ là uống nha. Đây tới ngon ngon giữa mà còn to nè. Nhận giùm em tầm 4 ly cho tới 7 ly 2, 7 ly rưỡi, 8 ly được luôn. Chị thấy ngon giữa em to lắm nha. Nha. À, rồi bây giờ chốt đơn với chị 27 triệu có 2 chiếc. Con này bảo đảm dưới 36, 33, 35 rồi đó. Nè mấy chị nhìn nè. Quá trời đẹp luôn em. Chị nào bỏ lỡ là uống hộp em rồi 2 ly rưỡi. Tấm kia cũng ly 9, 2 ly. Có 27 triệu một chiếc. Bông 7 triệu dinh chốt cho ai tự bảo. Đó, Phạm Anna mã sao. 27 đẹp lắm lịnh luôn đi Diệu Hằng Nguyễn ơi. Bà nhận không đẹp bà đền tôi. Nhận không đẹp đền tôi. Rồi đôi ghép này giùm em nè mấy chị. Nguyên đôi ghép sòn. Em chốt cho 19 triệu 500 nghìn. 195. Chụp tình yêu Diệu Hằng Nguyễn có 27. Rồi em lên giỏ hộp chung với mấy chị chứ nha. Giỏ hộp chung bự bự nè. Dạ, dòng chị lấy màu hồng hay màu trắng nha chị Hào Quỳnh yêu ơi. Chị 40 chị lấy hồng hay trắng? Không phải chị lấy 1 cặp luôn đi chị. Chị ơi, chị lấy 1 cặp. Chị quá thương em lắm. Em hay cứu giúp cuộc đời em. Giống như bữa nào mà em bán nó đắt chị em không thấy chị hoài tâm. Như bữa nào chị hoài tâm thấy mắng ghế quá. Chị hoài tâm thấy em ngồi nói chuyện hoài, thấy tội nghiệp chị hoài tâm vô ủng hộ. Cái kiểu còn bữa đắt thì để cho người ta ủng hộ. Nhưng bữa nào mà em ế quá à, chị thương. Rồi em chốt chị 1 cặp lấy 39. Hai cái. Rồi kệ chị em. Cảm ơn chị Hanh, chị show mắt. 39 hay nha, 2 chiếc là 78 nha, trời trời. Nó lên mà 2 chiếc 39 có nước mà em chết. À, 39 chiếc nè con. 27 tình yêu Kim Thúy Lê. Dạ 23 triệu 500 con chi Kim Chi bà chuyển chưa? Kim Chi ơi. Xin giết của em, dạ dục giết, quăng giết lụm liền chị. Chị mà chị nhận giết của em là sẽ có một cái giết hơi tàu lao, hơi sầm sà ba lát nha mấy chị. Nó có luôn cái kiểu là nhã hài nhã miết và vui vẻ đau thương bi lụy đủ các kiểu trên đời à. Tâm lý gia đình tình cảm dễ thương à, làm đẹp làm mơ cũng có nha mấy chị. Đau thương mất mát cũng có luôn. Gỗ này kia kia nọ kiểu là giàu cũng có mà đợt nghèo nhỏ nhỏ cũng có luôn. Cũng có bị bể nợ mấy lần đó, 2 lần hay chứ, mặt này cũng bể nợ 2 lần đó mấy chị. Chưa đi trúng nợ thôi, tại có hai bên cũng giàu dằn xếp tất cả chứ cũng trúng nợ vậy lắm. Thiếu nợ 2 lần rồi. 19.500 bông ghép bà ơi. 27 triệu Kim Thúy, chị Diễm Hằng hả, chị chụp kìa nhẫn đôi rẻ không chết, có 2 chiếc đó, mua đại đi rồi ấy. Bông 3 ly 9 bị bơm, bị bơm nhiều quá đâu nhớ nữa. 19.500 giùm em Trang nè. Chị em nói chuyện với mấy cô 60 tiểu, trời ơi tiểu 60 tuổi em nói cũng vô, tại vì cái gì em cũng trải qua chứ dễ vô lắm. Còn nhỏ nhỏ mà qua này nọ, nhỏ nhỏ nói chuyện cũng vô luôn nha. Nói chung là ai cũng vô. Tô miếng sao chứ dạ. 40 triệu ha. Rồi chị Trang Hoa xả 30 triệu nè. Trang Hà nè, lấy ra 30 ra con. Chủ sòn 4243 bán có 30 nha. Rồi. Gây cấn cũng 2 lần á. Cũng 2 lần em. Nhỏ nhỏ giữ tiền không được nè. Mà nhỏ nhỏ chồng em quậy sám hồn mới thiên mấy chị. Nhưng mà giờ thôi để nhỏ nó quậy đi, lớn hết quậy. Chứ để nhỏ nó không quậy rồi lớn nó quậy. Thấy có mấy cô mấy anh mấy chú
nhiều khi nhỏ không có chơi lo làm ăn lắm, cái tự nhiên tới 40-50 tuổi chơi rồi lụng luôn tại lúc đó là không có quay đầu lại được. Thà nhỏ nhỏ nghe mấy chị, nó còn quay đầu lại được, còn lớn lớn nhỏ cho chơi đi, bởi vì giờ nghèo này em kêu Sứ kêu cho chơi nó hơi hơi sợ quá. Ừ, anh Sứ nói bởi như vậy đó cho nên nó không có gia chạm với đời, sau này nó khi mà lỡ mà nó lớn mà nó già nó xa ngã, nó xa ngã luôn đó. Tặng 20 bà y xinh đẹp cọc 7 triệu. Ờ cảm ơn chị, 70 em cũng nhận luôn nha. 30 là ai? 40 cô kia về chuyển cho con, 19.500 ai lấy rồi. 27 triệu con chụp hình yêu Ngô Nguyên Thảo nè, 54 tục nó còn nè ba. Rồi 2 viên 108 viên 168, đừng bơm xả lại liền nha, cho bớt đau thương nha. Ghê yêu. Năm tư nút truy. Ủa này là 4.5 ha. Em còn có 1 viên thôi à, này là 4.5 ly. Cái này có mấy viên? 1, 2, 4, 5, 6. Em còn 6 viên. Em còn 7 viên 54 truy VS1 bé xin lệnh luôn em, 26 triệu chứ em lỡ 200 nghìn bạch. À, em còn 1 viên nước H, 28 năm. Gì con? Rồi vậy là còn 4 viên mua lẻ nha. Chứ ai lời có 200 nghìn bạc mà bớt em chịu không, bà đành lòng sao? Rồi em còn 4 viên mấy chị, ô dục mày 3, 2, 4 hả con? Rồi vậy là em còn có 3 viên nha mấy chị, 26 triệu. 26. Dí mà dí vào thì em chưa chắc vào nhất. Nhưng mà dí mà khùng nhất thì chắc em khùng hơn mấy mấy chị. Với lại em thoải mái hơn trong vấn đề, có cũng được mà không cũng được. Nhưng mà chung quy thì xã hội bây giờ thì có nhiều khi có nhiều người á, người ta like hay người ta review những cái gì nó mắc tiền á, hay là nó ăn uống sang vậy đó, thì nhiều khi mình nhìn vô mình thấy người ta sang này kia, nhưng mà thật sự cái đó cũng để động lực cho mọi người phấn đấu đi được cái lại cái chỗ đó, chứ nếu mà an phận hết thì đất nước lại không phát triển. Nó lại vậy. 26 triệu cho Anna Chinh, em còn 3 viên. À, nói chung là ganh đua này kia kia nọ thì nó sẽ làm cho mọi người phấn đấu nhiều hơn. Còn nếu như an phận quá thì mấy chị biết không? An phận quá thì lại không cố gắng phấn đấu. Chị Chi Phạm xã 23 năm, chị nữa xã gần, con vô cô nhanh chần đi con, nhanh ơi còn nó nhanh ơi, nhanh ơi còn nó nhanh. Rồi em còn à, thì cũng để cái đó cho chị Hằng bán đi con, cho 2 viên ra đi, bán nhiêu thôi. Rồi con bán ơi, rồi 4 viên đây cho Hằng đi, 23 năm cô nhanh còn nó con. Hằng ơi cho em 4 viên nè. Rồi em lên nha, cái dòng nói chị dòng sò đặt lại 61 triệu, có đợt 58 triệu, có đợt 54 triệu, ghép. Rồi em chốt chiếc dòng này cho mấy chị luôn, 45 triệu quá rẻ cho một cuộc tình 3 hộp chỉnh sửa đi vô tư. Em cảm ơn chế. Chị lấy luôn cái dòng đi chị. Ba cái dòng sò này đặt lại 61 triệu, 58 triệu là rẻ nhất. Dạ tại mặc áo đen đó. Chứ qua chồng nó bữa nay nó ăn mập lại y như chưa lúc hút mỡ. 45 triệu. Nhìn ơi xem giá. Chị gửi hình cho em đi chị yêu Ngọc Hoài. Gửi hình cho ní đi ngay. Ở đâu ra trời, à, 54 thì chỉnh ni chế. Lẹ 45 triệu nhanh chỉnh ni vô tư. Đang trước mắt là đeo 50 nhưng mà em chỉnh ni được. Đặt cọc giùm em 5 triệu à. Rồi cái này em dự bị như nè. Bà Hương Trần đầu tiên đúng không? Khoan chết bà rồi em dán. Con cái này tôi có để cái ngôi sao vô không ấy, ấy nha con. Không có nhận đặt cọc 1 triệu 2 triệu nha. Nào nói trước à. Thì đưa 1 triệu mai mốt xả đơn cho đã. Lỗ 500 hay gì trời Phật. 165 đi con. Trời ơi xuyên nha, chụp trên hình luôn à. À 58 không được chứ ơi, 54 maximum, 54 55 xã của con chồng con ơi. 54 55 thôi chế. Rồi 45 triệu chú ơi, tình ánh phi giỏ được chốt luôn đó chứ. 58 em ra không nổi, 55 thôi. Rồi 45 triệu. Sòn đó mấy chị, đâu phải 90 triệu mua đồ bạch kim hộp giả đó. Sòn đó, 3 hàng hộp sòn, hộp 2 ly luôn mấy. Rồi 45 triệu rẻ không chết, chưa tới hàng năm à. Trả lời tin nhắn cho chị yêu Kim Phú. Rồi xong chiếc này em chốt cho mấy chị luôn em, 5.5 triệu. Trời nó rẻ như chiếc nhẫn ý à. Con dự bị sao con Nguyễn Phượng cái dòng đó đi con à. Chốt giùm em là 5.500.000 sòng vuông với 6 viên sòng tròn to luôn giùm em. Rồi 5.500.000. Rồi em chốt tình yêu nào đây à, gạo duyên lý 5.5 triệu. Sáng chị mới ghé em.
À, rồi em có dây này mấy chị luôn em. Đẹp tới nó thổn thức cuộc đời, 8,5 triệu. 12,7 hay 13,4 nha mấy chị, không nhớ hai giá nào. Một là 12,7, hai là 13,4, xung quanh sòn có viên nhảy nhảy lắc lắc không sòn luôn. Rồi bây giờ chốt đơn nha mấy chị, 8,5 triệu. Quánh phi sợi vỏ xả cái nhẫn 20 còn đó mấy chị. 22 năm khách hoàng một chiếc, em chốt cho 20. À, đẹp xúc xắc. Không giá đó à gái. Nó cũng tùy ghép cái ơi, ghép qua bà là ghép một tấm mini, tôi tính giá like bà đó. Tôi đâu bán mắt đâu. Quanh trương giùm em 8,5 triệu. Hôm qua nãy nó có đưa hình tôi rồi. Tiệm là 1,7 đó bà. Tại tùy ghép, ví dụ như ghép mà hột tấm nó lớn hơn tôi bán mà giá đó được. Này là ghép mini không, nó cực ghép từng cái nó cực lắm. Ủa con 20 là chiếc này có chừng con lộn không? Con lộn rồi đó nha. Trời ơi, tôi like mà tôi còn nhớ, từ giờ tôi like 100 món đó, tôi nhớ thôi đó. Ta xả chiếc này mà đưa chiếc kia. Rồi tôi suy nghĩ về vấn đề nó, con không muốn à. Mày một xúc 32 củ nè, 6 viên 2,5 ly, 2,6 ly. Rồi em bán tặng cho cái này bà 20 triệu. Không ai chốt, 22 năm đừng buồn nha. Còn chiếc xả luôn 20. À, con tính em 6 triệu với tình yêu chân dương thôi con nè. Vô này đi, bà bỏ cái đó đi, bà vô này đi. Nè con vô chân dương bán nhiêu, tao bán 28 chứ trời, bán 26 thôi. Nè nè còn 20 nè. 20 chai đây, đồ bộ Lê Vân nè. 3 ngọt, mới ngày hôm qua em kia bán 22 năm nó đang áo đời đó. 3 chiếc còn chiếc đó. Rồi chiếc này em bán cho khách mã 19,999 triệu dùm em. Ôi, ở đâu mà ra à, nhận em 4,5 ly, 54,6372. Giá con này ban đầu là 31,800 triệu nha mấy chị. 19,999 triệu. À, con dự bị cái nhẫn 3 hộp 1,5 ly, 26 với bạn như Tùng Lê à. Rồi chốt nguyên lý 5,5 triệu còn kìa. Rồi có bao nhiêu mấy chị đi mua vàng thôi. 5,500,000 chốt chai đây khoan. Linh Lê 5,5 triệu, con xã cô dạo nguyên lý thế con. Cái đó chị để đeo cặp thôi chị à. Rồi Ngô Nguyên Thảo giùm em 1,999. Rồi à. Ê chưa chị, cái mã sao em kêu ý. Thà là bị bơm lay lại chứ để chốt 2-3 cái như hồi xưa luôn bu lắm. Hồi xưa em bị mấy chị la cũng đúng. Có món chốt có 4 người. Rồi người nào cũng chuyển cho em đi chữ hay mua nội. Rồi 3,5 triệu em còn đang đo nha. Rồi 5,4 triệu đó mấy chị, đang tặng 2 viên nhân tạo 6,5 ly, 7 ly. Cái đó bông khoen tiểu bảo xả tiếp nó nghe nè, thôi đừng xả nữa em quá trời em mệt rồi, đừng like đâu đó nữa con. Để bán ngoài đi, đừng xả nữa em nhức đầu á. Đó, đó bông nó mới xả 5-6 lần chóng mặt muốn chết. Khỏi bán lại. Nó có tì nó xui vậy. Rồi chốt em 3,5 triệu giùm em. Đó bông khoen sòn nó mấy chị mua 14,15 triệu đó. Rồi chốt em 3,500,000 giùm em bà Suri nè. Tôi đông khoen 7 triệu đó không bán nữa, để luôn. Em hơi chán rồi à. Còn đôi nữa không? Tặng cho miếng hàng đi. Còn để sao cho tình yêu quả mấy tóc nâu đi. Rồi em hết 30 triệu em sale cho mấy chị luôn 20% nè. Chốt giùm em mấy giỏ dẫn này 20-24 triệu. Đẹp xuất sắc cho mấy chị xung quanh tấm to hai hàng. Em đang nhận một viên chủ sòn trên đây là 6,3 ly nha. Nhưng mà cái này nhận tầm 4,5 ly tới 8 ly được luôn nha mấy bạn. Em đổi khách có 15 đó, em lên đây em tặng 20. Đặt cọc giùm em 5,2 triệu mấy chị ơi. Đặt cọc 1 triệu ngoài tôi nghiệp em. Thí dụ như 3,5 triệu thì đặt cọc giùm em là 2 triệu nha. Đẹp xuất sắc giùm em luôn nè, 24 triệu bên hông có hộp luôn. Nhận 4,5, 4,5, 4,6, 3,7, 2. 30 xe còn 24. 20 con 4 nguyên cái nhẫn bông đẹp. Rồi bông này giùm em 4 ly nha mấy chị. Mà hai cái đều là 4 ly hết, nhưng mà có một viên á là đầu là 398, viên nước D, một viên nước E, một viên là VVX1, một viên là AS, toàn số dữ không. Rồi chị xả 19 triệu mấy đúng không chị? Cái nào mà kim không đẹp là em sẽ báo nha, còn kim đẹp là em không có lại, em không có nói nhiều. Cái nào ở cái đó giống như chiếc nhẫn 23,500 chú chị nhanh chầm kim không đẹp à, là em nói giải không bất nữa chị ơi. Đâu đó giờ em cũng không bán luôn, 10 triệu em cũng không bán nữa, em mệt quá, em buồn. Rồi em chốt với chị luôn giá yêu thương đông đầy em con này. Một viên nước D, AF, một viên nước E, VVS1,
nha. Mà giá này là mấy chị làm sao mà mua được hàng mà kèo ngon kiểu này. Cái giỏ không mua 19.4 nữa. Cặp hộp bây giờ mấy chị mà mua mà đê AF nó bán 18.500 một viên nè. Hai viên mấy chị tính đi, ví dụ viên kia rẻ rẻ cũng 15. À, một cặp kia bảo đảm trên 36 chị một cặp, giỏ nó trên 19, nguyên nó bông trên 60. À, 4 ly của người ta. Em chốt cho mấy chị đâu này, giá tuyệt vời luôn, em 33.500. 33.500, 800, 68 chị chưa con ơi. À, em chốt nguyên đâu chị, em không bán lẻ đâu cho nên không có ai FPR vậy nha mấy chị, gần 40 triệu. Em sale còn 33.500, đậu lỗ 10 bán lỗ 15. Những ba hàng hộp đây chị kia chuyển chưa nghe chị, đợi em chút xíu cục vàng. Cục vàng thôi, không phải 3 ly 9 đi mấy chị. 4 ly O, 4 ly D, AF, VVS1, có 1 viên rất đầu nhẹ. Đẹp xuất sắc luôn mà em. À, 33.500.000. Đây. 1 viên 4 ly D kiểm định da. Rồi. 1 viên 4 ly O kiểm định BNG. Đó, 33 năm. Thanh Hà siêu tông ngon bổ dưỡng chị, hồi nãy em nhớ chị có chốt cái gì đó. Chị có xả cái kia không nghe, chị báo em nghe. 19.900.000 đó. Rồi, Thanh Hà xả 25. Ngô Nguyên Thảo xả 19.000.000 đó con. Cái nào xả bán lấy lại. Chết bà tôi. Này này, cái mẹ này này con. Này như 33.500. Dạ. Một cái giấy da, cái giấy bình di chị. Ngon không chết hết rồi. Gồm lên lại này. Đây 19.999.000, trời ơi đẹp lắm mấy chị. Chị chốt này chị lấy qua cái khác đó nè, nhẫn có mười mấy triệu. Nó đẹp một cái xám hồn mây nước. Là 3 năm em hết rồi chị Tú Cúc ơi. À, em hết rồi, để sao cho xung trần. Rồi, nhẫn 19.999.000. Đẹp xuất sắc. Em lấy hôm nay chị đẩy vô giá đi, nữa xin giá lên em lại một giá 1.750.000 đó. Rồi lắc giá like 1699. Rồi bây Vinh em đặt cọc cho Vinh 5 triệu luôn đi. Lê Na Lê 1919999 cơ. Rồi đâu này em lụm với chị luôn 24.500 nè, bông trái tim 54 nước y. Em còn viên nước H này chị 28 năm. Em có một viên H 28.500. Rồi con để sao con Nguyễn Tiền 19.999 ngàn đi. Em bán 19.20, em thâu 20 bán 19 thâu 19. 33.500 á chị. Dạ em hết rồi chị ơi, không còn. Từ lúc chị ơi, mà ai thương rồi, thương rồi. Khách hoàng là 22.500 đó mà bán tôi bớt lọc cho nó 2 triệu mấy rồi. Giờ chỉ có việc là bạn đặt cọc 5 triệu cho mình thôi. À. Rồi, à, lắc tay nãy rồi đó, con đặt cọc cho mình 5 triệu đi. Rồi 28.500 viên H, viên H ta bán tới 33 34. Nhắn 3 hộp con kia chuyển cho con. Nhắn 4 rưỡi được cưng, được được cưng. Đôi này mới nha mấy chị, 31 triệu nha. Không phải đồ lướt đồ ơi gì đâu. À, 24.500.000, đẹp quá trời 24 năm. À, đẹp mà siêu siêu thơm ngon bổ dưỡng. 22 triệu thiên thu ơi, nước D 24. Nước O 23. À, chị gửi ảnh cho giá giùm hả? Rồi, con đưa ảnh cô nhanh cho mẹ coi. Rồi 24.500 cái giỏ không giá này rồi cả nhà. Giỏ không giá này, nó không khoe nó chị không bán đâu. Buồn rồi. À, em nhắn vô trong đi em ơi, đừng nhắn lên trên đây tùm lum like. Út cưng mommy nữa nó báo sao. Cái đó anh như còn đi nhỏ bán 165. Chứ cái lắc em bán cho chế còn đi nhỏ 165. Rồi cái đá bông này 24 triệu luôn em nha. Hồi nãy chị nào hỏi em nè. Ồ cứ xả vô xả rao đâu nó hoài. Chị like là chị like cơ 6 lần rồi. Trong mặt nghĩ like. Bán 7 triệu lỗ gần 1 triệu bạc. À, nè 20.500 chị nào hỏi em. 20.500.000. Dạ đâu nào á chị yêu. Rồi chị nào lấy em lụm luôn cho 20 nha. Đã bông trái tim chủ sòn 36 em lụm luôn cho 24. À, sao đợi em chút con coi cái nào có mã sao đó con. Nè em coi đây đi, được em mua một chị đi bán lô gần 1 triệu bạc chứ bán lời đâu, không có quá quề luôn, bán 7 triệu. Sòn tà le chân, có khoen to luôn nè. Cái bản thì dày mo, sòn thì muốn full chứ chưa full. À, cứ chốt xả và em chống mặt. Rồi chị em tôi cho Phúc Mỹ.
Rồi đặt cọc giùm em 5 triệu đi mấy chị, không có cho đặt cọc, không chịu mấy chị ơi. Chịu em trả tiền lại luôn á. Không phải là em chảnh đâu, chứ giờ chốt xong rồi nhiều khi chỉnh sửa đi cái ghế tiệm cho đã, cái đặt cọc có 1 triệu cái chỉnh đi rồi cưa cháu nhận hột tài le tài lưa vô đã rồi. À, còn có lỗ 500 nghìn thôi em không chịu. Nè, 30 giùm em, giỏ hột luôn em 4 ly 2. Nè bông 20 nè con vô vô cô à. Khoan xương nè con 20. Giỏ đó tới 27 triệu đó chứ, hơn 27 triệu luôn. Em thấy này chị Mai Thanh Hưng, em nghe cục vàng bà lấy đâu nào chị? 4 ly 2 luôn em, giỏ hột 30. Đẹp bàng hoàng, đẹp té xỉu, đẹp té ngửa ghẻ quá trời luôn, 4 ly mấy luôn. Mà cái giỏ nó to, nó mấy chị tắm to luôn đi. 30. Dòng 45 của anh Phi giỏ chuyển 5 triệu chưa con? 30 xanh châu. Ừ, cái tay bạn đeo đẹp á, tôi biết cái tướng xanh châu. Bông quen ai lấy thì nấy yêu. Phúc Mỹ rồi không mấy rồi tôi dặn nghỉ chơi đúng không? Tôi buồn á, tôi lại là hướng tác rồi đó. Nó bóng đó giờ lên lại bài chốt lại là lần thứ tác luôn á. Tôi không có ai tiệm vàng nào mà bị bơm 7-8 lần đâu ông nội ơi, thiệt luôn. Mà tôi chưa quạo luôn á. Giỏ nó to gái, to chị đeo được, em biết cái tướng chị, em biết. Xứng với bà đó, bà đưa 5 triệu đi. À, rồi dây với mặt bán luôn 15 triệu. Tôi bán cho nó hết chứ tôi lời lỗ đó, tôi nó vô nghĩa rồi. À, chủ sòn 3 ly 6 luôn em, dây với mặt luôn 15 triệu. Trời cho nó hết. Dạ, ga 58 ga không nổi chứ sợ gãy. Sợ gãy, chứ không có tiếc chi 2 bunny nữa, maximum 54-55 rồi. Em cảm ơn bà chuyển vui luôn ha. Bà biết em bị đau lòng đúng không? 15 triệu dây mặt, cái mặt không mua hết 18-19 triệu rồi. Bây giờ cảm ơn mấy chị. Cái sự gì đó nó ơi. Nè nè, để chị Hằng bán đi, cho Hằng được 5 viên nè. 15 triệu tình yêu Nguyễn xem. À, đúng rồi, từ giờ đặt cọc 5 triệu, 5 triệu bạn này thái độ bạn tốt đó. Rồi 15 em hết. Gái đi được đi 15 triệu chị gái. Được chị. Rồi dây với mặt lùm em 14 triệu 500. Em sell dây với mặt với chị 11 triệu si trắng cực kỳ đẹp, cũng không để gì đeo luôn em á. Hai cộng. Gắn hộp giùm mẹ tôi từ 5 ly trở lên, bạn muốn nhận như nhận. Cái nhận nó khách nhận rồi, 8 ly mốt vẫn đẹp. Dạ đặt cọc giùm em 5 triệu đi xong qua tiệm nha. Khách hứa giá tại tiệm nha, em chỉ đợi được 10 ngày thôi mấy chị. Đợi lâu quá không đợi được đâu, em không có tiền mua đồ. Bông tím hả? Trời ơi trời, mà thương em đi trời. Nè. 14 triệu 500 xe cho 11 triệu nè. Dây mặt luôn 2 cộng. Xả vô xả ra, em bán 11 luôn á. Lầm 23 triệu cho chị yêu Trang Xuân này, bán 22.999 đi con, sửa đi. Để xíu đòi cháu với giá đó đó nha. Rồi đặt cọc em 5 triệu. Thí dụ mua 3 món đặt cọc 15 triệu, 3 món ví dụ món này 5 triệu, món sau 5 triệu 1, món sau 5 triệu 2 đó mấy bạn. Siêu trắng đẹp luôn mà em này, dây với mặt 11 triệu. Bán cho nó kiểu nó quên sầu đau. À, gì anh ấy? Gì á? Mười cái hả? Mà em nói là làm những bi mẫu đó là... Cái hình đi chị coi, chị hỏi người ta được không? Em nó coi chị kiểu... Không, không được, không được, không được. Em nói số lượng lớn. Không, lớn quá, không, 3 cây, 5 cây chứ còn gán được, không được, công cảm chị. Rồi, tình yêu Nguyễn Phương Thảo em. 3 cây này nó còn gán được, 10 cây còn phải coi nữa, thương chị thông cảm. Rồi, nó cứ đó coi sao đi em ơi, chị Vinh chưa biết là gì. Rồi em có mấy chị tắm xung quanh tắm 2.5 ly. Trời cái này mấy chị rẻ quá. Đâu này vừa bán gì yêu bán cho 20. Sao tao? Đi Mỹ giá 165 được. Không, 1699 mới được. Không, không được. À, tiền mẫu Vinh bớt cho. Vì cái nào thấy cái nào có lời Vinh bớt liền, tại cái đó Vinh bớt không được. Cái mã đó tiền công tính ra mắc lắm. 25 triệu em sell cho 20%. Tắm xung quanh tắm lớn tắm 2.5 ly nha. Để Vinh chốt đơn cho 20. À. Cái nhẫn ba hộp ta chuyển cho con, nhẫn 20 đó con. Dạ, chín rồi. Rồi gái ơi, hết rồi gái ơi. Đặt lại 22 năm được không? Đặt lại 22 năm nha không? Chứ đặt lại không được cho kia. Nhẫn 27 triệu em còn đây 1 chiếc nha mấy chị. À, trời ơi mấy chị. Đâu này mấy chị đặt lại trên 31, 36 tại tấm to, cánh của nó cánh trái tim nha, để ý nè. 25 triệu sale 20%, em chốt đơn cho 20. Nhận giùm em từ 4.5 ly trở lên, nhận nhỏ quá không được nha. À, tặng mẹ bông băm năm chị, băm năm ơi, bà chị yêu gì chuyển chưa con? 20 giùm em. Rồi chị có lấy cái 24 không chị Ngô Thảo? Chút mà chị xã này lấy chi hoài là em chóng mặt lắm á. Nên em bị bệnh, em bị sốt á.
bị sốt thiệt á, để tội nghiệp em. Ai lúc vô mua đại kia đây, cái duyên mình nó cái kia rồi, nhiều khi duyên nợ rồi đó chị. Chứ giờ lộn chọn ngoài cái giống như hồi sáng chị kia mà em nói, chị đi làm răng làm chỗ đó, làm mũi làm chỗ kia, làm da làm chỗ nọ, mình biết mình chỉ. Mà bé Vinh không có có ý nghĩa là bé Vinh sẽ quảng cáo gì mai nha, xấu không bao giờ chỉ. Nhưng mà giống như tại vì phụ nữ mình nó có nhiều người á, người ta không có thời gian đi làm đẹp á, cứ lòng vòng lẫn quẩn hoài nó mệt. Còn nhiều khi mấy chị thấy người ta mặc đồ modern dây nịch dây ơ rồi đó, mình không có theo người ta được. Bây giờ mình mập mập, mình lùng lùng như quốc mẹ, cái đầm đi lớn lớn 30 tuổi cho lên mặt đầm rồi cái xong. Chứ nhiều khi biết tùm lum la mặt ra không giống ai hết. À, tôi đang kiếm cho bà nè. Vậy là mua hiếm đúng không? Vậy đi tôi chịu. Tôi hiểu lầm bà phải không? Chết rồi, tôi nói với bà xong rồi tôi cũng biết nằm đâu nữa. Coi như tôi hết được không? Em có chiếc vuông này đẹp quá trời nè, 27 á. Ê, có chiếc bông này đẹp quá mấy chị, vô chiếc bông này mấy chị. 35 triệu gái. Bà đợi tôi chút, tôi lên cái khác cho được không? Như cái kia hết rồi. Ê con ơi, bánh lọt. Chị nào em chúc em 52 năm rồi nè. Chúc rồi luôn rồi nè. Đó, mà bây giờ mấy chị tính đi. Bên hông của nó đi 4.000 hột MR 3 ly, tấm tròn 1 ly 8, siêu to mà em chưa. Chủ sòn 4 ly 2 luôn, chị xin đi châu vỏ hột. Trời ơi chị ơi, bà bơm em cái này em buồn quá, cái thước đo đi rồi. Cái bảng ngang của nó 1,5 phân. Nó đi tay em tới 12, 13 mấy chị tính. Thay vì cầm vô gì mấy chị thấy nó bự đúng không? Thấy nó rồi bự đúng không? Tại sao thường em hay đeo vô tay cho mấy chị coi? Vì em muốn mấy chị biết là chiếc nhẫn nó sẽ cỡ nào. Nó to, nó trắng thế mà ớn chưa? Nè. Nè lòng trong của nó nè, giác lòng nè, vàng của nó mấy chị nhìn cái độ dày nè. Độ dày chiếc nhẫn cực dày, vàng thì dày, cực kỳ chắc, nét chấu cực kỳ cao nha, nhưng không thấy chấu gì luôn, hột trắng là cực kỳ là nét với Sony trắng tươi. Em chốt chiếc nhẫn này mấy chị luôn, giá phủ phàng luôn, 48 triệu. Giá phủ phàng luôn em, 48 triệu. À, bao đẹp rẻ cho mấy chị luôn, 48. Siêu rẻ đẹp luôn, 52 năm rồi đó. Chị nào phải chốt em rồi đó. À, rồi giờ làm gì đó. Rồi bông này em nhận giùm em từ 5 ly trở lại thôi, nhận to quá không được nè. Con đâu duy nhất bán vui vẻ mấy chị nè. À, em chốt cho 10 triệu. Đặt lại 15 nha. 2 tầng 1 luôn, tặng cuối like xuống nè. Mấy chị không mua nữa em xuống à. 10 triệu, 10 triệu. Đẹp rẻ lắm nha mấy chị, 10 triệu thôi. À, nhận 3 ly 6, 3 ly 9, 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly. 10 triệu. Chủ sò luôn bà, tình yêu xinh đi cháu. Chiếc nhẫn đang đeo to đùng luôn, 48 triệu. Mà không mua, biết đường đâu mà nói. 10 triệu tình yêu hoa. Che đi tiêu. 1699 là mẹ bán like đó, mẹ có bán tiệm đó. Thương hết rồi đó. Tại mấy cái đó mới. À, cái đó một hộp là nhân tạo. Cái vỏ không á gái. Trời ơi, Mỹ Hoa Trân chụp 48 nè. Cái gì chụp chụp nó sung lắm. Mua đại đi ông nội ơi. Ta bán chiếc nhẫn này có 72 triệu nha. Tôi bán có phân nửa tiền không à. Chụp cái giống mơ gì chơi đại đi, nhầm ma vậy mấy chị. Đâu phải cờ bạc không chích đánh bài vậy đâu. Đâu phải nhiều chuyện số đề vậy đó. À, lên mini dễ dễ ha. Định xuống lên nữa ha. Câu nữa hả. 4 giờ mà không nấu cơm gì chân hả mấy chị. Cái này già nghe, nhận em từ 5 ly trở lên, chị nhận được tới 9 ly. Nhỏ nhất là 5 ly. Còn mua sờn em tặng hộp nhân tạo với mấy chị. Cái này già mấy chị ngồi chút nhất đít với khu chị không nổi. Cho nên là tại vì em ấy không, em ấy muốn là like buổi tối. Em mặc xạo đi. Chạy rồi đó em là cái. Không này khách của mình. Nhưng mà nghỉ nấu luôn hả? Ừ, thôi cũng được. Chị nào mới khen em hả? Nè, mặt xạo xạo này ta. Tối nhậu đâu nhậu. Tối đi chưa kịp về, chồng điện hoài. Chồng em điện mấy chị ơi. Nó nhắn tin. À, lần sau chắc em đi 4 giờ em nhậu. Nè, 10 giờ nó chứ đâu có nhậu mấy chị ăn không à. Mặt sòn á, à, chị ghi mặt sòn. Chị ghi lộn với mặt xạo. Thiếu chữ phải không? Em hiểu rồi.
48 là maximum rồi, cách chốt 52 năm đó mà bả bơm em đó. 10 triệu nè, nhận 4 ly rưỡi trở lại giùm em thôi. Mai vậy làm cái chốc cục ngủng. Cái hãng gì đâu. Nó mày khùng gì đi, cái chốc này tao nhận tới 4 ly rưỡi à. Bông trái tim này bán ghế bán 23 triệu chai đó. Rồi 10 triệu nè. Ca sĩ Thanh Tiền ở ngoài nè. Rồi rồi chuyển cho tôi 5 triệu đi bà ơi. 10 triệu chuyển 2 triệu đi. À, trên 10 triệu. À, em gái em qua tao có nghiêm má con bé này có trong cái nhóm đó chưa? Mà mày khỏi trong nhóm cũng được, nó mấy đứa tao la lên cái ai cũng nghe hết trơn à. Tao mắng dốt ngoài cho lắm nghe mấy đứa. Bán cho cái dòng này giá hơi ô mê lý. Hột tới 2 ly tư, 2 ly rưỡi hột tròn luôn nha. Nhìn mẹ dữ vậy. Xiên lắm à. Nhìn xiên lắm à. 4 ly hả chị? 4 ly 12.8. Kiểm định 2 giấy. 10 triệu dính hết rồi. Bông tim bé bé ha. Rồi ok, quà bé bé. Rồi em chốt cho 44 triệu cái dòng này. Ai mua nhanh. 44 tim không có chứ lấy tròn được không? À, đích đẩy luôn nhầm em nè. Đẹp thế mà ghê luôn. Một 2 ly mấy luôn. Chốt cho 6 triệu 8. À, cộng 2 triệu ok chế. Phải cho em 5 triệu cũng được. Dòng này em chỉnh đi được nha, đi tay 54 cho lại thôi, không hơn 54 được. Nè, đưa chị 44 rồi, đợi chút xíu đi chị đi coi cái mấy chị rồi, coi nhanh em ha. Em chị xuống mắt nè. Rồi, 6.8 giùm em. Dạ bông còn tay vài bữa đi chứ hết trơn rồi, đang đặt rồi chứ ơi. Nhiều khi mấy chị mất cổ chứ, tiệm bự vô đó, nhiều khi cái tại tiệm quá hả. Mấy chị muốn có gì mua, phía sau like mấy hết trơn rồi, nhưng tiệm cũng có. Cho nên mấy chị cũng thông cảm. Nhiều khi có nhiều chị á, giống như em vậy nè. Quần áo như khi mắc một chút cũng được, mình muốn thử này kia. Nhưng mà tới em là nó hot rồi. Mà nhiều khi đi xa chứ phải đi gần đâu. Tội nghiệp mấy chị. Mà em bán hết trơn rồi. Lại dòng nhận, không còn mẹ gì chứ. Rồi 68 em chốt chai đây, tiết lề 6800. Rồi dây với mặt em chốt cho mấy chị giá rẻ luôn. Bán tặng cuối cùng mấy chị 8 triệu dây với mặt. Dây mặt sòn 8 triệu. Chị nào chị lẹ lẹ đi tính cầm anh nhanh mất công lu bu á. Dây với mặt 8 triệu. 4 triệu rưỡi ai lấy rồi chị trăm trinh không còn. Rồi 8 triệu cho đây chút ly. À, rồi đứng ngay cục điện nè hết rồi. Chủ sòn tới 2 ly 6, 2 ly 7. Chốt cho mấy chị 6 triệu rưỡi. 6 triệu 500 nghìn gây cái mua giá vàng thôi. À, sòn 2 ly 6, 2 ly 7, 8 triệu dính hết rồi. Còn 6 triệu rưỡi. 6 triệu 500. À. Ờ, chiếc nhẫn này rẻ lắm nghe mấy chị. Gần 10 viên tắm 2 ly mấy 3 ly luôn mà em chủ đang tặng nhân tạo nha. 6 triệu rưỡi em chốt cho Ngọc Trang áo hồng. Thanh Thảo không kịp. 6 năm. Rồi em chốt chiếc nhẫn này siêu to khổng lồ 20 triệu. 20. Dạ cái đó nếu mà em đặt chị đi 58 là tầm khoảng 82, 83 triệu. Tại vì đi qua 52 là đã 79 rồi. Nếu mà đi lớn với chị tầm 82 triệu với chị. Em đặt cho. Chứ cái đó người ta bán chỗ khác bán tới 115. 115. Đây đợt này em cũng về dày á. 6 triệu rưỡi em hết rồi. Rồi nhẫn 20 em cái tình yêu nhung tràn. Rẻ tao nói tan nát. Giờ mua chiếc nhẫn mấy chị đi coi like 14-15 triệu là mấy chị đã mua vỏ bình thường thôi đó. À, rồi 20 giùm em cẩm bộ để cái bên con tập trung nha con gái. Con gái miền quê. À, 13 năm mấy chị em xe 30%. Thôi em chốt con này cho mấy chị giá hơi bị rụng ràng nha. Em sell 50, em chốt cho 6 triệu rưỡi. À, sell 50 cho 8 triệu rưỡi. Chị gửi cái hình không? Chị có lưu cái hình không chị ơi? Chị bà đi kiếm hình bà gửi em không nha Hương ơi? Không bất được, không bất được. Chị có hôm qua em kia có hứa bớt cái dòng bi nào cũng 1699 hay gì đó. Đã bớt cho đó rồi, không bớt được. Cái nào bớt được bớt cho nha. Cái kia cũng mới đó chứ không phải cũ đâu mà tại lấy cái lúc trước hơi lâu lâu vì nó nhiều tiền quá bán không ra. Lấy lượt trước là lúc cái giá nó còn rẻ đó. Chứ không phải là
cái nào chị bớt được chị bớt cho. Tại bây giờ mua 1.699 sau này bán tới giá 1.75 lắm. Vì đang mua 1.699, khi bán hoặc đổi em cộng gam 50, mấy chị đang mua em có 1.699 mà đến lúc bán em là tới 1.75. Cho nên chẳng mắc đi đâu đâu, em mắc mắc làm chi. Đồ lạ, đồ em mà không đưa hóa đơn ra em cũng không cộng nha. Tại vì ai cũng nói của em sao em chịu nổi đó. Cho nên là sẽ không nói Vinh cái này mua bán khó, thông cảm giùm em. Chẳng hạn như dây xoắn thì ở đâu cũng giống nhau thôi. Xoắn mua chỗ khác thì nó mắc, mua em nó rẻ. Nhưng mà tự nhiên mua chỗ khác mà lại nói cái này của Vinh, cái ai cũng nói của Vinh, của Vinh móc hóa đơn ra mấy cộng, không mắc không cộng. Dù là mua của em mà không có hóa đơn không cộng nha. Thông cảm giùm em à. Nhận chính viên phong thủy hết trơn rồi gái ơi, mấy cái đó bán đắt quá hết rồi. Rồi em chốt cho mấy chị luôn này giùm em. Sòn luôn em chốt mấy chị 4.1202 sòn. Dòng 44 triệu. Thúy An Lê để em chụp. Anh ơi 5 phút nữa chuyển nha, mắc like rồi. Đợi em chút nha. Em biết rồi, chú xin chuyện liền. Đợi em chút. Rồi 44 triệu chụp cho bạn này. Rồi tao đầu nợ em đó mấy chị ơi. Đây 44 chụp cho gái. Không không bất nữa chị xem đi cho, không bất nữa. Giá đó maximum được. Để em đặt mấy chị chứ để khúc này em. Facebook này bị gì nó bị lâu quá. 4 chị tình yêu hồ ái vi. Chủ son 202. Chị hả? Ba này. Giờ đã cộng 2 triệu được chị, được được được. Thương thì cho 5 triệu, còn không thương thì cho 2 triệu. Đó này con chủ sòm ba ly mấy hả con? Thôi lo luôn mày. Chủ sòm 36 em chốt cho 27 triệu luôn đi. Giỏ hộp luôn mấy chị, cái giỏ không 27. Được chị, đặt cọc đi chị, ok chị, ok. 80 củ, ni 58. Nhưng mà chút xíu chị phải kêu cho em hình để em đặt á. Nè để em đặt gắt cho. Em ơi em cho về gắt giùm chị 1 ly 6, 1 ly 8, 2 ly 2 ly 2, 2 ly 4, 5 trắng 5 hồng. Gắt giùm chị những phong thủy chính viên. Loại phong thủy dày nha cơ. Khi phong thủy là em không đặt hạng mỏng cho mấy chị nha. Em đặt hạng dày. Vì đã phong thủy rồi, đã phong thủy là phải dày thôi. Rồi chốt 27 triệu minh tâm. Em đang kiếm hình em gửi cho chị nè. Bây giờ mà em còn kiếm hình nữa là tới Tết luôn, em mới like được. Đợi em một chút. Chị có hình rồi hả? Rồi, sorry chị, sorry trời ơi. Con đưa cái hình cô cho mẹ coi cái. Nên tôi gửi đặt liền hả con? Chị bà có nhiêu ký ha, để coi chừng bà đặt về nó rộng rinh rồi bà đây. Mà nói em nhiêu ký em nghe được không? Em đặt rồi đó mấy chị, em đặt rồi đó. Bây giờ mấy chị cần mua hình, cần nói em gì, lên like em cần gì. 5 ngày mà không có bill báo em luôn giùm em. 3 ngày thì em làm không kịp, em bị tồn đơn nhiều. Mà mùa này nói nhiều quá nó mất hay nha mấy chị. Em chỉ nói đơn giản vậy thôi. Nói chung là em được yêu đó. Nè con, con note cái số điện thoại cô này nè. Mai mốt con gửi cho cô đó. Con gửi qua tin nhắn của cô. Con note cái số điện thoại cô này. Cô nick tên gì. Đặng khi mà người ta về đó, đi vô đặng kiếm người ta cho dễ, hoặc là trong cái máy kia đó, trong cái tất cả mọi người là trong cái iPad đó đó, xin cái hình với lại note cái chèn cái số điện thoại lên gửi với cái main bác làm cái nhóm đặt đồ riêng. Khi mà về đồ sòn về là cứ vô cái nhóm nó coi, khi có rồi bắt đầu là trong cái bọc đó con sẽ ghi số điện thoại với lại cái tên là cặp của cô Bill ngày giờ nào, con thu hồi lại, con xóa trên hình nè, con không có gửi, con không phải đi kiếm ta lần hai lần ba. Nhiều khi đấy điện ta gọi bắt đầu điện nữa. Làm cho chuyên nghiệp vô một chút, mình học không cao thì mình học hỏi. Anh ơi cái này đặt gấp giùm em đi, 58 giùm em, gấp thiệt gấp nhanh ơi, chuẩn bị bay nước ngoài nha. Ai cũng bay hết trơn. Bảy ly hai hoặc là 168 này sao rồi con? Cái viên y trắng lắm. Nè nè gái, hồ cô 168 triệu nè bà. 36 27 của Minh Tâm chưa con? Gái, ta bán nước truy thôi là ta bán 180, 190 rồi.
tôi bán bà nước y luôn, 1,5 ca, mà viên này là nên luôn, 168. Đáng lẽ là 169 đó, nhưng mà xả vô xả ra tôi bị chóng mặt. À, 75 kg hả chị? Ok chị, ok, được. Dạ được, dạ được. Trời, mấy chị phụ nữ mình nó ốm, cái mặt không có đẹp. Dạ, tại mình cũng không ốm được. Nha, lắp full ly 8 mới hỏi mới Vinh đang đặt lại đó. À, 2 ly ta chuyển chưa con? Có 2 ly 4 nè mấy chị. Ê, ly 8 mới về chưa hay nè. Ly 8 chốt 39 triệu. À, mấy chị nhìn nha, cái thành này nó dày, trọng lượng gấp 3 lần cái thành tennis mỏng. Đó, à, 5 triệu cảm ơn gái Thanh Kiều so much nha. Số tài khoản 24, 27, đừng chuyển. Ai mà chiêu đặt cọc trên 5 triệu là giả nha. Ni tay đang đeo là 54 nha mấy bà. 53, 54, 1 ly 8 cộng lại 9 nút bao đẹp. 1 ly 8 nhưng mà nhìn nó rất là to. Chị để ý nè, không thấy miếng cháu nào hết. Hoàn toàn không thấy cháu. 8 ly 1, 2 carat 355 đó, 354 đó chứ Trang Lê. Là trong đó là có tặng lọc vài triệu mấy chị rồi, em không có lời luôn. Vì nó trắng lắm. À, nè, đẹp chưa? Nhất cái nách chưa? Ôi mê lý luôn đó. 39 triệu, ni tay 53, 54. Chị nào nó nhỏ hơn em bớt lại cho 1 triệu là 38 triệu. 1 ly 8 nhưng mà nhìn nó giống như 2 ly 2 vì nó không thấy. Công nghệ nó cực kỳ là chuẩn luôn nha mấy chị. Vàng thì dày nè. Mấy chị nhìn nó thẳng tắp đều luôn, nó là sò dày. À, sò dày cực kỳ luôn nha. Đã tiết lê xả 6 triệu 8. Ê, tao đặt rồi mày đặt nữa hay vậy? Cô đặt rồi hay gì đó? À, rồi bye bye nghe ế mà còn 300 người. À, hồi lên cái nhẫn này cái nữa đi rồi mới dinh xuống. Đây em lên mấy chị cái này đi rồi em xuống. Chiếc nhẫn này mấy chị hộp tới 2 ly 2 đó. Mà em chốt mấy chị có chỉ có 23 triệu 500 ngàn thôi. À, tại sao nó rẻ cực kỳ mấy chị nhìn nè. 30 triệu 500 đó mấy chị, tại sao nó rẻ? Vì em phải đi mua một lần 3 chiếc, 5 chiếc. Em mua 5 đó mấy chị, mà khách đại tiện mua 2 rồi. Tao có là ý không? Một lên 2 bơm nghe chứ. Con chỗ đỡ ngỡ ngàng nghe mình nói trước nha. Lắc đó bao nhiêu rồi? 39 triệu quanh ơi. Chị, mặt này đẹp quá trời, may mắn lỗ nè chị, mặt sang quá trời nè chị. 53 triệu này chị. À, 53. Lên mini là đắt tiền hả? Chị em bán chị 35 triệu cái mặt này. Sale gần 20 triệu luôn. Lạ đẹp luôn rồi mang nha chị. 35 triệu giống như Đông Nam mua được cái mặt hộp nhân tạo á. Hộp nhân tạo, ờ cảm ơn tớ nha. Tớ chuyển mình 5 triệu nha tớ. Ừ mình ăn quả. 23 triệu 500 em nhận 4,5,4,6,3,7,2. Con chụp cho chế Hào Quỳnh coi thử lòng trong nè. Cái này Vinh bán lỗ chứ không có bán phá quề gì nha, không có lợi ích luôn nha. Mà bán lỗ à, ở Vũng Tàu 10 ngày lắm cái ơi. 10 ngày nha, nhà tôi lượt cái là làm việc. Đặc sản nhà tôi là giống như Thái Lan, đặc sản kẹt xe. Nhà tôi là lâu lắc cái mấy chị đi 300m mà có 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mới tới. Nhà tôi ở gần ở xa giờ cũng 10 ngày 14 ngày hết trơn á. Nào nói thiệt. Không, nói thiệt cho đỡ ngỡ ngàng nha. Cứ chút like chậm hay không chậm gì mấy chị sẽ nhận được. Còn nếu không nhận được em sẽ đền 5 triệu, 35 triệu em hết rồi. À, nhẫn 23 triệu 500 nè bà. Thôi lụm luôn cho 23 đi cuối like này. 23 23 23 23 Ờ chụp cho chị coi đi con. Ờ à, gạt út. Bà nhớ chị đúng số tài khoản tôi nha gái. Chị nghe cưng. Đúng rồi chị Vinh nghe. Ơi. Ừ. Đúng rồi. À, cưng điện chị đi. Ha, cái gì cưng nó soạn đi. Đúng rồi. Soạn chị. Ờ kêu em trai nói thường cái liên hệ chị đó. Có gì mai chị gọi về ha. Ừ. Được. À, người khác đúng không? Rồi. Chị hiểu rồi. Ok cực. Ừ, để chút xíu chị coi xong cho làm liền. Nha. À, ok. Cái nhẫn 23 triệu xanh châu đây không được xanh châu ơi, không được cưng. Nó mini lắm ba ơi.
Ba đeo chiếc nhẫn tầm khoảng 40 mấy triệu mới được, tùy cái tay mua tặng cho con mình thì được. Mong xăm tám chú ơi, xong quê, ủa Hương quê nè. Lộn. Hương quê, ôi con Hương xong quê. Chụp cái mặt em xem 35 triệu mắc hết trơn rồi. Chụp 39 triệu cho tình yêu che ghi, mua đại đi chứ, không rẻ không chết mua chứ chứ không. Tiền viện không giá này rồi, đây 39. 82 triệu 500 ta chuyển cho con. 82 500 chuyển rồi. Nè bà phải mua cỡ này nè, tôi bán rẻ cho nè. À, mấy chị này toàn là ôi nó buồn làm sao. Đợt này em về bán bự hơn đợt chút chút xíu nha. 495, 493. Bán với bà giá yêu thương dọn dàng luôn. Em chốt chiếc nhẫn vuông nữa bà luôn, 42 củ. À, bên hồng của nó Emerald 3 ly dùm em. Đây 23 triệu lên này. Chị không đeo được cái nào phù hợp với mấy chị thì em sẽ nói. À, còn như chị nào mà giống như công ăn chuyện làm nhiều quá mà không có thời gian đi điệu á, em biết chỗ nào em chỉ cho và em chỉ thiệt tình. Không có quen biết, không có mẹ cho em còn không biết ở đâu nữa nha. Em không biết tên bác sĩ nhưng mà em thấy ở cái chỗ đó nó làm răng ok. À, chị em làm mà em thấy núi chị em hồi xưa nó viêm lợi cực kỳ, nó làm đẹp thì em chỉ giùm để mấy chị đi lăn tăn mất thời gian. Mà phụ nữ mình nó có gì nè, khi làm răng sứ mấy chị sẽ chuẩn bị sao hơi miệng nha. Và đồ ăn nó vô cái kẹt răng đó. Và nó không xúc xúc ra thôi là thấy nó húi rồi mấy chị. Sẽ phải bị hôi đó, xử lý tối mà ăn xong không sẽ chỉ kỹ nha ba. Dễ bị hôi miệng lắm nha. Cho nên là cái răng nó quý lắm, suy nghĩ kỹ nếu mà niềng được niềng. Không vàng quá thì thôi, còn vàng quá cười ra mắt tự tin thì buộc phải làm. Nhưng mà sẽ bị hôi nha cả nhà. Em nói thiệt. Cani 17 năm được cục vàng ơi, Minh Tâm ơi. Dòng luôn chủ hai chị. Đi Úc hai chị. Chị lâu lắm chị, 2 tuần 3 tuần nhớ. Nhà em được cái làm việc chậm gì à. Lâu. Tại phải đều có chuyến dồn 5-7 gói, 10 gói, 10 mấy gói đó mới gửi lên Sài Gòn, mới xong mới gửi đi. À, cho nên là mấy chị ở nước ngoài là thông cảm giùm em. Anh Châu hả? À, vô trong hỏi đi chị Anna Nguyễn, đừng nhắn lên trên đây nhiều quá chị, vì nhiều nhiều nick giả ấy lắm nên mất công người ta tiết lộ thông tin. 42 triệu là rẻ nhất rồi chị ơi. Đất Năm Hoa hả? Nè chị. Đẹp muốn xỉu, chụp đi chị Minh Tâm coi. Đặt lại 2 triệu đi, 5 triệu vô cũng được. Đơn dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu, trên 10 triệu đặt cọc giùm em 5 triệu. Minh Tâm lấy đi chế, ngon chết gì đâu, suy nghĩ chế tâm trắng tươi à. Thể bài ha, mai mình gặp lại ha. Nếu tối nay mình lên được bơm hang nào nói trước ngang. Bye bye, thank you.